Hôm nay chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Kinh Lăng Nghiêm, 25 Pháp Môn Viên Thông, buổi giảng thứ hai. Phần 1 trên 6 phần trong tiết mục giữa Thầy và Trò được giảng bằng tiếng Anh và Trung Hoa vào ngày 5 tháng 4 năm 2019 tại Đài Loan, còn được biết là Formosa. Hôm nay nhiều người đến quá, tốt lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Hoan nghênh. Chào mọi người. Quý vị có thích xem màn trình diễn từ miền Bắc của Đại Hàn Thống Nhất không? Dạ có. Bao nhiêu người nó có, giơ tay lên. Bắt tay, ý tôi là giơ tay lên. Được, tốt. Vậy thì tôi sẽ mời họ đến từ Bình Nhưỡng. Những nghệ sĩ vũ múa từ Bình Nhưỡng. Bình Nhưỡng, quý vị có biết Bình Nhưỡng không? Tôi có phải nói là ở đâu không? Đây là Đại Hàn. Seoul, Đài Loan, Formosa. Đại Hàn, Đài Loan, Formosa. Biển Đông, Đài Loan, Formosa. Đại Hàn, Seoul, Bình Nhưỡng. Vì họ, đoàn nghệ sĩ vũ múa, đoàn múa Bình Nhưỡng, họ đã viết cho tôi một lá thư. Họ nói họ rất cảm động là tôi thích họ. Và tôi quan tâm về Đại Hàn, cho nên họ muốn đến trình diễn miễn phí cho tôi xem. Họ còn nói miễn phí. Thông thường, mời họ rất tốn kém. Vậy mà họ nói miễn phí. Ồ, trước đây tôi chưa từng có ai cống hiến miễn phí cả. Luôn luôn là tôi phục vụ miễn phí. Vì vậy, tôi nghĩ có lẽ họ nên đến vào ngày hòa bình Đại Hàn. Dù sao, quý vị không có thời gian đến, cho nên người Đài Loan Formosa sẽ thưởng thức. Còn 3 tuần nữa. Bất cứ ai có thể ở lại đều được hoan nghênh. Họ sẽ rất vui được tới đây. Miễn phí, tưởng tượng xem. Đoàn múa rất nổi tiếng. Từ Bình Nhưỡng, họ muốn trình diễn miễn phí cho tôi xem cả đoàn múa. Cả nhóm rất nhiều người. Những người rất tử tế. Và chúng ta sẽ gặp họ nếu quý vị ở lại. Nếu không, chỉ người Đài Loan Formosa chúng ta thưởng thức mọi tiết mục. Hôm nay có một chuyện vui trên truyền hình Vô Thượng Sư. Ha. Bà mẹ đi vào nói, con phải đến trường bây giờ. Người con nói con không muốn đến trường. Sao con lại phải đến trường? Bà mẹ nói, vì con là thầy giáo. Đôi khi tôi cũng cảm thấy giống vậy. Sao tôi lại phải đến đây? Cảm ơn quý vị. Tặng quý vị. Cảm ơn sư phụ. Nếu quý vị không cần, có thể đưa cho người khác. Nếu không cần, có thể đưa cho những người xuất gia khác. Những ai cần. Nhiều người xuất gia cần. Nhưng chúng ta không thể chăm sóc hết mọi người. Tôi không thể. Đôi khi tôi không biết họ. Đôi khi khó khăn hơn. Mao cũng ở đây. Ông Mao cũng ở đây. Ông khỏe không? Lâu rồi không gặp. Được, tốt lắm. À, mà thức ăn ngon chứ? Dạ, rất ngon.
Thật sao? Dạ, thật sự ngon. Ồ, ngon à. Ngon lắm ạ. Không cần khách sáo, nói ta nghe. Dạ, thức ăn rất ngon, ngon ạ. À. Ngon à? Dạ. Vậy được. Cơm gạo lứt ngon ạ. À. Cơm gạo lứt à? Dạ, ngon. Ồ, chỉ cơm gạo lứt thôi sao? Dạ, có gà thuần chay. Gà thuần chay à? Có cải thì thức ăn sống, đậu hũ, món kho, cà ri, món kho, có rau trộn, có ổi, trái cây, hoa quả, ổi. Còn gì nữa? Súp thuần chay ạ. À. Súp à? Thức ăn làm từ đậu nành, đậu hũ, canh bí đỏ, cà ri thuần chay, canh bí đỏ, đậu gà thuần chay. Nếu quý vị vui thì tốt. Dạ, rất vui ạ. À. Rau trộn thuần chay cũng dành cho người ăn sống. Nếu cần món gì đặc biệt, quý vị phải đặt trước, hiểu không? Vì chúng ta không sống gần thành phố cho lắm, phải cần thời gian để sắp xếp người để đi, sắp xếp để mua, sắp xếp để trở về và sắp xếp để chuẩn bị cho quý vị. Tốt nhất là trước khi đến, quý vị đặt trước rồi nói, ồ, tôi đặc biệt sống, tôi rất rất là sống. Tôi không thể bị nấu chín. Được rồi. Ồ, hôm nay có nhiều người hơn ở đây. Ồ, anh cũng ở đây à? Indonesia. Sao anh trông vẫn y như trước vậy? Lần đầu tôi gặp anh là 30 năm về trước. Phải không? Nhìn anh ấy kìa. Có ai biết anh ấy không? Chỉ có tôi biết anh ấy. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là khoảng 30 năm về trước. Anh ấy mời tôi đến Indonesia. Bây giờ anh ta trông vẫn vậy. Ý tôi nói tuổi tác không khác biệt, chỉ hồng hào hơn. Chàng trai khỏe mạnh. Anh còn làm nghề phim ảnh không? Thôi rồi à, nghỉ hưu rồi sao? Ồ, trước đây anh ấy làm chủ rạp chiếu phim. Khi tôi lần đầu gặp anh ấy khoảng 30 năm trước. Nhìn anh ấy kìa, trời ơi, bao nhiêu tuổi rồi? 40 hả? Anh ấy trông như 40, 50 tuổi. Nhưng không phải thế ha. Cho tôi hỏi anh bao nhiêu tuổi? 83 ạ. 83? Ôi chà. Đứng lên cho mọi người thấy. Không thể tin, không thể tin được. Không thể tin 30, 20, đúng không? Không, không phải 38 mà là 83. Không phải 38 mà là 83. Vẫn khỏe mạnh như xưa. Anh vẫn sống ở chỗ cũ. Tôi nhớ món ăn mà quý vị đã nấu. Khi tôi ở đó, thức ăn là ngon nhất. Đến giờ tôi vẫn còn thích khi nghĩ về các món đó. Gia đình họ nấu ăn rất ngon. Không phải là món gì cầu kỳ, chỉ là rất vừa miệng. Tôi rất vui gặp anh. Đã lâu lắm rồi. Mao và Châu, việc kinh doanh thế nào? Dạ ổn ạ. À. Ổn hả? Chưa về hưu ạ? À? Chưa. Con cái đã lớn. Bây giờ quý vị về hưu được rồi. Thôi được. Họ là những người bạn cũ. Cố nhân. Lâu rồi, lâu lắm rồi. Đôi vợ chồng này từ Singapore và anh ấy từ Indonesia. Để lại ấn tượng tốt về quốc gia của họ, những người đáng quý, đáng yêu. Nào bây giờ chúng ta sang Ấn Độ, quý vị thích không? Dạ thích. Chúng ta hãy bay trong tâm tưởng và bay miễn phí. Tôi vẫn nghĩ tới chuyện cười đó, đôi khi tôi cũng cảm thấy không thích ra ngoài làm thầy. Tôi không thể tin mình làm thầy, phải lo lắng quá nhiều thứ. Trước đây, khi quý vị thấy một số thầy lên đài giảng kinh hoặc trong chùa, họ chỉ tới ngồi rồi chỉ nói một cách nhàn hạ. Và quý vị nghĩ,
Ồ, làm thầy thích nhỉ? Và nhiều người chạy xung quanh làm mọi thứ cho vị thầy. Trông thấy vậy, sao tôi không có kiểu đời sống như vậy nhỉ? Tôi hầu như tự làm mọi việc và phải tổ chức nhiều thứ. Dĩ nhiên, mọi người cũng làm, nhưng tôi vẫn cần tổ chức và hướng dẫn nơi nào phải sửa, phải làm gì, vân vân, và phải kiểm soát hoàn toàn như bao nhiêu người có thể đến bây giờ. Hoặc chúng ta phải ở Tây Hồ. Chúng ta phải bố trí xe buýt, đủ thứ, và cũng phải tổ chức ở đó nữa. Rất nhiều việc. Cho dù dường như là những việc nhỏ, chuyện nhỏ, nhưng cả ngày cứ làm những việc nhỏ, không có gì khác. Và cả chó của tôi nữa. Đôi khi tôi thay đổi phụ tá, rồi mấy chú chó bị bệnh. Đến khi tôi phát hiện ra thì họ đã bệnh rồi. Đôi khi quá muộn. Tôi thấy thương cho chó của tôi vì đôi khi tôi phải để họ cho những người khác chăm sóc. Và không phải ai cũng mang đến năng lượng tốt hoặc kiểu từ trường lành mạnh. Mặc dù đã được thọ tâm ấn, như quý vị biết rất rõ, nghiệp tồn kho, thì lực lượng minh sư đã xóa sạch. Nhưng định nghiệp, quý vị phải tiếp tục trả. Bằng không thì không thể sống. Quý vị phải chết lập tức nếu hoàn toàn không còn liên hệ với thế gian nữa. Và vì quý vị vẫn còn liên hệ với gia đình, bằng hữu và đủ mọi thứ cho và nhận trong thế giới này, cho nên chúng ta phải tiếp tục đời sống ngắn ngủi này một thời gian. Bất cứ điều gì phải làm thì chúng ta phải làm thôi, và đó là lý do chúng ta cần ngũ giới. Thành ra mới có giới luật, bằng không có lẽ nghiệp của quý vị trong kiếp này đã được định sẵn là xấu rồi. Thì quý vị cũng phải dựa vào lực lượng minh sư, ngoài ra còn có ý lực của chính mình và giới luật để biết phải làm gì, cái gì đúng, cái gì sai, để quý vị kiểm soát chính mình. Khi đó quý vị cũng nắm vận mạng trong tay mình để lèo lái nó. Cùng với sự giúp đỡ của sư phụ đi theo hướng đúng đắn thì đời sống chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Mặc dù chúng ta không thể cứu chữa mọi chuyện, nhưng ít nhất là về hành động, tối thiểu không làm hại gì cả. Rồi, nào chúng ta bay sang Ấn Độ. Hôm qua tôi đã nói về phương pháp thiền thứ tư với hai vị y vương, cộng thêm 500 vị thần phạm thiên khác, cũng đều giúp đỡ trong quá trình chữa bệnh. Bất cứ việc chữa lành nào, quá trình hoặc lực lượng chữa lành nào, hầu hết đều đến từ tam giới, vì đây là thân thể vật chất, thế giới vật chất, và họ kiểm soát các thế giới này. Thành ra hôm qua quý vị thấy đó, nó bao gồm 500 vị thần phạm thiên trong đó. Có lẽ 500 vị thần phạm thiên cũng hiện diện bằng nhục thể, vì có lẽ họ hiện thân xuống thế gian để giúp người, giúp chữa bệnh. Và hai vị y vương, họ đã làm công việc này đời đời kiếp kiếp, vì vậy họ có một phương pháp chữa lành mạnh mẽ như vậy, hoặc giúp đỡ cho bệnh nhân của họ. Thành ra quý vị có thể thấy một số bác sĩ giỏi, họ mát tay. Một số người, một số bác sĩ cũng tốt nghiệp như vậy, có lẽ còn được hạng xuất sắc, nhưng họ không có nhiều tài chữa bệnh. Ý tôi nói khả năng thiên phú. Phần lớn bác sĩ, họ không nên nghĩ họ là thượng đế, nhưng thế giới tôn kính họ như thượng đế. Bác sĩ nên luôn cầu nguyện trước khi họ chữa bệnh. Ở Ấn Độ, có những người như vậy, tôi thấy một số. Tôi được mời đến nhà của vài vị bác sĩ. Tôi kể quý vị nghe rồi. Ít nhất một trong số đó, tôi thấy thế. Trong văn phòng của bác sĩ, có viết, tôi kê đơn. Nghĩa là bác sĩ kê đơn, nhưng ngài chữa lành. Phải nên như vậy.
Có nhớ câu chuyện mà tôi đã kể về anh chàng Ấn Độ muốn kết hôn với tôi không? Tiếng sét ái tình. Dạ, chào ơi, nhanh vậy đó. Tôi tưởng lối sống phương Tây mới nhanh hơn chứ. Nhưng người Ấn Độ họ nhanh. Anh ta còn trẻ, rất đẹp trai. Tôi lớn tuổi hơn anh ta nhiều, anh ta không biết. Nhưng có lẽ tôi trông không già vậy. Mái tóc dài, ống ả. Đẹp, đi một mình với áo quần sáp trắng. Tôi nghĩ trông rất ưa nhìn. Anh ta cưỡi ngựa, còn tôi đi bộ. Phần lớn người Ấn Độ, nếu họ có tiền thì họ cưỡi ngựa, vì trên đường mòn ở Hy Mã Lạp Sơn không có bất cứ xe chạy bằng động cơ nào, thậm chí không có xe gắn máy. Trong một số vùng khoảng cách rất ngắn thì có lẽ có, nhưng nếu không có là cứ leo núi, núi đá và đường nhỏ. Thành ra họ thuê ngựa. Và nếu ngựa không đi được, bởi vì một số đường quá gập ghềnh, ngay cả ngựa cũng không leo được, thì họ thuê phu khuân vác. Đây là những người giàu có, họ làm vậy. Nhưng tôi không giàu. Tôi luôn luôn đi bộ và chỉ đi một mình. Vì vậy, có lẽ dễ gây chút ý. Anh ta còn trẻ, thế mà họ vẫn mời tôi đến. Người mẹ mời. Thông thường, người mẹ rất ganh tị với bất cứ cô gái nào mà cậu con trai muốn kết hôn. Cầu hôn ngay chứ không nói, à, mình làm quen để biết nhau đã. Không, anh ấy nói nghiêm túc. Tôi đỏ cả mặt. Tôi không biết phải làm gì, không biết phải nói gì. Cho nên tôi nói, tôi vẫn còn hôn nhân, tôi chưa ly dị. Thế mà vẫn muốn mời tôi đến nhà. Bà ấy là bác sĩ. Người mẹ là bác sĩ, bà là người mời tôi đến nhà. Bà ấy nói, nhưng cô có đi ngang qua thì hãy ghé thăm chúng tôi. Tôi nói, dạ, nếu tôi đi ngang qua, thì chắc chắn tôi sẽ ghé thăm. Tôi đã đến thăm và bà ấy là một người nội trợ rất đơn giản, không có ra vẻ bác sĩ hay gì cả. Bà ấy ngồi trên sàn nhà như người dân Ấn Độ, cắt rau và ném phần bỏ ra ngoài. Phần rau không dùng tới thì ném ra ngoài, cửa sổ chỉ như vậy đó. Cắt, cắt, cắt. Phần rau dùng để sang một bên. Cũng để trên sàn nhà, có thể rửa rau không vấn đề gì, sàn nhà tốt, sàn nhà gạch, họ để sang một bên. Và phần khác chỉ như thế này, cắt, 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 để sang một bên, ném ra ngoài. Không thành vấn đề, vì ở Ấn Độ, bò tự do đi lang thang, dù sao bò sẽ đi qua và ăn phần rau bỏ. Thật sự tôi đã thấy vậy, tôi hiếu kỳ. Sau khi bà ấy đi làm việc khác qua phòng khác, thì tôi hé nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nói, ồ, có một con bò đang ăn rau đó. Vậy nên không có rác, thật ngộ nghĩnh. Tôi không ở lại lâu, tôi không ngủ ở đó. Chỉ đi ngang qua ghé chào hỏi. Nhưng họ đãi tôi ăn và rất hiếu khách. Người Ấn Độ rất hiếu khách. Ngay cả người nghèo, sống ở vùng hẻo lánh bên Ấn Độ. Họ chào hỏi quý vị bằng nụ cười và danh hiệu của Thượng Đế. Hare Hare Ram Ram. Hoặc Thượng Đế ở cùng quý vị. Hare Krishna, Hare Ram Ram. Họ luôn chào hỏi như thế. Nhưng đừng hỏi họ chỉ đường cho quý vị, bởi vì họ luôn luôn nói cứ đi thẳng. Đi thẳng. Và nếu quý vị nói gì đó, họ luôn luôn có vẻ như họ không đồng ý với quý vị, bởi vì họ nói được. Họ lắc đầu, nhưng họ nói tốt, tốt, được, được. Đó là nghĩa là đồng ý. Ở Ấn Độ như vậy nghĩa là đồng ý. Đối với chúng ta, vậy là đồng ý, nhưng với họ, vậy là đồng ý. Lúc đó tôi rất bối rối, tôi nói, tôi có nói điều gì sai không? Đâu có. Sao lúc nào quý vị cũng không đồng ý với tôi? Và nếu tôi hỏi đường, cứ đi thẳng, đi thẳng. Có lẽ người miền quê, họ không biết nhiều tiếng Anh, cho nên đó là vài chữ mà họ biết. Họ chỉ biết đi thẳng. À, thật ra đó là nơi quý vị nên đi. Chứ quý vị muốn đi đâu? Đi thẳng không đúng sao? Người dân rất tốt, người tử tế. Bây giờ đọc tiếp phần hôm qua.
Tôi nói quý vị rồi, lịch luôn luôn tự động bật lên. Chúng ta nên thật sự cảm ơn các vị minh sư, chư tăng ni, học giả quá khứ, những người đã dành thời gian để ghi chép lại lời dạy của Đức Phật sau khi vị minh sư nhập Niết Bàn, và cả những người trong quá khứ và hiện tại, cư sĩ hoặc chư tăng ni, những vị thật sự tận tâm, hy sinh thời gian và sức khỏe quý báu của họ, hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, để dịch kinh điển, để tôi có thể đọc cho quý vị. Chúng ta phải cảm ơn họ. Chúc họ được ban phước mãi mãi bởi tất cả chư Phật, quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúc họ công đức vô lượng, mong họ được giải thoát mãi mãi. Cảm ơn quý vị. Theo các tín đồ và truyền thống Phật giáo, thì khi đọc kinh này kia là phải thắp hương dâng hoa, lễ bái cuốn kinh trước, kính cẩn cảm tạ chư Phật và Bồ Tát mười phương, rồi mới đọc. Rồi cũng phải phủ khăn lụa thuần chai hay là miếng vải đẹp lên cuốn kinh đó. Nhưng tôi làm theo cách bình dị hơn, dễ dàng và đơn giản hơn. Xin tất cả chư Phật thứ lỗi cho. Tôi nói nếu tôi có làm gì không đúng theo truyền thống, nhưng tâm tôi vẫn hết lòng tôn kính. Có điều tôi không thể làm như vậy hoài được, cho nên tất cả tội lỗi, bất cứ điều gì tôi làm sai, tôi xin nhận lãnh tất cả, để ít ra người khác khi họ nghe tới danh hiệu của chư Phật, thì họ cũng được lợi ích theo như kinh điển đã nói. Vậy, hôm qua chúng ta nói Dược Vương và Dược Thượng nói rằng, Đức Phật hỏi họ, hỏi đại chúng về viên thông đối với họ, như chúng con đã được ấn chứng, căn nguyên vị nếm là pháp vượt bậc. Nhưng như tôi đã nói quý vị rồi, họ đích thân chăm sóc chư Phật. Vì thế, Đức Phật ban phước cho họ vô vàng vì ở rất gần Ngài. Có lẽ họ phải bắt mạch của Đức Phật hoặc lắng nghe nhịp tim. Vào thời xưa, họ không có ống nghe này. Họ chỉ áp tai ngay trên lồng ngực và lắng nghe. Còn gì gần hơn nữa? Còn gì gần hơn được nữa chứ? Chính vì thế, có lẽ thân thể vật chất của họ ngây ngất và thân thể Atula của họ bay lên thiên đàng. Do đó, những hương vị mà họ nếm lúc đó không giống như những vị bình thường mà họ nếm với thuốc thông thường cho những bệnh nhân khác. Nhưng rồi bởi vì điều đó, họ nghĩ, ồ, đó là vị nếm cho tôi sự giác ngộ. Và Đức Phật cũng ấn chứng điều đó. Vậy với chúng con, vị nếm vô cùng quan trọng cho sự khai ngộ. Họ còn nói vượt bậc. Vì vậy, họ đã khai ngộ bởi phương pháp của vị nếm. Đó là những gì họ nói, nhưng đừng có thử, đừng đi đến tiệm thuốc và nếm mọi thứ. Liệu quý vị có đạt khai ngộ không? Không ạ, dược sĩ sẽ gọi cảnh sát. À, có mấy người mất trí đến tiệm thuốc của tôi và gây sự đây. Và quý vị nói không, không, tôi chỉ nếm thôi, tôi muốn đạt khai ngộ. Bây giờ có một vị tỳ kheo khác đứng lên. Ông tên là Bạc Đà Bà La. Bạc Đà Bà La và 16 vị khai sĩ khác là bạn đồng tu của ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy và đảnh lễ dưới chân Phật. Ông thưa với Phật, chúng con ban đầu nghe pháp của Đức Phật Oai Âm Vương liền theo Ngài xuất gia. Một lần nọ, lúc đó là thời gian cho tăng đoàn đi tắm. Con cũng theo tục lệ mà vào nhà tắm. Bỗng nhiên con ngộ ra sự thật là nước không rửa sạch được bụi, cũng không làm sạch thân thể con. Lúc ấy, giữa hai điều ấy,
Con đã trở nên bình an và con đạt được trạng thái của chẳng có gì hết. Có lẽ họ gọi đó là tánh không. Đến nay, con chưa từng quên thể nghiệm quá khứ đó. Xuất gia theo Phật, con đã được quả vị vô học. Đức Phật ấy đặt tên cho con là Bạt Đà Bà La. Xúc chạm vi diệu đã hiển lộ và con thành tựu địa vị đệ tử Phật. Đức Phật có nghĩa là Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc bấy giờ, Thế Tôn hỏi về viên thông. Vì con đã được ấn chứng với nó, xúc chạm là phương pháp vượt bậc. Vậy đó là phương pháp thiền của ông, pháp xúc chạm. Không biết cái gì xúc chạm vào ông, không thấy nói ở đây. Có lẽ từ nước, hoặc lúc họ đang tắm với nhau. Trong khi tắm, họ phải kỳ cọ, rồi bỗng nhiên ông nhận ra qua xúc chạm rằng không phải là nước làm sạch, nhưng dĩ nhiên họ đã vượt qua trạng thái bình thường của nhận thức rồi. Bằng không, nếu chạm vào thân mình cả ngày, quý vị cũng không cảm thấy gì hết, không hả? Quý vị có cảm thấy gì khi chạm vào chính mình không? Hoặc ngay cả đồng tu bên cạnh chạm vào quý vị, hãy thử đi, chạm vào bất cứ gì, không cảm thấy gì cả. Chính vì thế, thật ra nếu quý vị muốn đọc kinh của chư Phật hoặc kinh điển của bất cứ giáo phái nào, quý vị phải khai ngộ trước. Ít nhiều gì quý vị cũng phải có thể nghiệm tương tự của sự nhận thức siêu việt. Bằng không, người ta nói, cái gì? Ngửi mùi thảo dược thôi mà đã khai ngộ sao? Vậy thì tôi sẽ đi ngửi mùi thảo dược suốt ngày, thì tôi sẽ khai ngộ nhanh hơn. Họ chỉ chăm sóc Đức Phật một lần, và thảo dược chỉ vào lúc đó một lần thôi, và họ đạt khai ngộ. Vị này thì xúc chạm. Quý vị có thấy ai chạm vào ông ở đây không? Ông cũng đi đến nhà tắm. Bỗng nhiên con ngộ ra sự thật rằng nước không rửa sạch được bụi, cũng không làm sạch thân thể. Giữa hai điều này, ông đã đi vào trạng thái không phải vì nước, hoặc không phải vì xúc chạm, và rồi ông ngộ ra điều đó. Nếu ông trong nhà tắm, tôi chắc chắn ông tự kỳ cọ, cố gắng để rửa sạch thân mình, và đó là cách ông trở nên khai ngộ. Vì vậy, ông nghĩ đó là xúc chạm của thân thể, của cảm giác mà ông khai ngộ, không phải thế. Giống như mọi điều khác mà chúng ta đã đọc trước đây. Vậy bây giờ chúng ta biết đó là vị tỳ kheo khác, vị thứ năm. Chúng ta vẫn còn 15 vị tỳ kheo hoặc khoảng đó để tiếp tục nói. Nào, đây là một đại đệ tử khác của Đức Phật, Maha Kajip. Ngài sẽ là một trong những đệ tử kế vị của Đức Phật sau này. Và quý vị nên biết điều đó. Dù điều này không được đề cập ở đây, nhưng tôi đọc ở sách khác, chuyện đó là khác. Vậy Maha Kajip là một trong những đại đệ tử của Đức Phật. Và còn ni cô khác được gọi là tỳ kheo ni tử kim quang. Hôm qua tôi đã giải thích rồi. Tỳ kheo ni có nghĩa là ni cô, nhưng là ni cô thọ giới đầy đủ. Tỳ kheo là thọ giới đầy đủ, 250 giới luật. Nếu là người mới thì chúng ta không gọi họ là tỳ kheo ni. Có lẽ chúng ta gọi họ sa di ni, sa môn. Hoặc Sajini. Sa môn có nghĩa là chú tiểu hoặc người mới nhập môn để trở thành. Phải mất một thời gian. Và Sajini là nữ, một nữ tu. Nhưng chưa thọ giới xuất gia đầy đủ. Những vị này đều là tỳ kheo. Và tỳ kheo ni. Tôi cũng từng vậy. Lẽ ra tôi là một tỳ kheo ni, nhưng đừng nhìn tôi, đừng thắc mắc. Tôi không phải là kiểu tỳ kheo ni đó, xin lỗi nha. Xin lỗi làm quý vị thất vọng.
Có lẽ bên trong tâm tôi. Nhưng người ta không nhìn bên trong, họ chủ yếu nhìn bên ngoài. Họ nói cái gì, cái gì? Bà nói bà là Nico à? Thôi quên đi, bà mà Nico thì tôi là nhà sư. Ai cũng sẽ nói như thế. Thôi được, không sao. Chỉ là cách thỏa thuận với ma. Để một số người phải bị sàng lọc ra ngay từ đầu. Tôi không được phép cứ nhận bất cứ ai theo cách tôi muốn. Cho nên quần áo là một loại đồ sàng lọc. Giống như quý vị có cửa lưới, cửa sổ lưới ngăn những con muỗi nhỏ. Đây là kiểu lưới trắng, cửa lưới. Cũng nên làm, bởi vì ngay cả một số người đã gia nhập rồi mà còn không phân biệt được. Đừng nói gì những người thậm chí không muốn đến bởi vì lưới trắng. Dù sao mũi không đến bởi vì cửa lưới. Nên Mahakajip và tỳ kheo ni Tử Kim Quang và những vị khác, có lẽ thêm một số nữa, có lẽ tu cùng một pháp. Vì vậy tất cả họ cùng đứng lên nói với Đức Phật về việc họ đã làm gì hoặc bây giờ họ làm gì. Nên tất cả họ liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật và thưa với Phật: từ vô lượng kiếp trước trong cõi này, con được thân cận với Đức Phật có danh hiệu là Nhật Nguyệt Đăng, xuất hiện ở thế gian vào lúc đó. Con nghe Pháp từ Ngài và tu học với Ngài. Sau khi Đức Phật ấy diệt độ, con cúng dường cho xá lợi của Ngài và thắp đèn để tiếp tục ánh sáng của Ngài. Quý vị có biết xá lợi là gì không? Không, được, tôi sẽ cho quý vị biết. Khi một số người thánh thiện vãng sinh, hoặc như trường hợp của vị Phật này, bất cứ vị Phật nào vãng sanh, họ sẽ hỏa táng Ngài như một tập tục ở Ấn Độ, và bất cứ chất rắn nào còn lại, họ sẽ bỏ nó vào trong tháp. Họ xây như một ngôi chùa nhỏ và đặt xá lợi trong đó. Xá lợi nghĩa là phần còn lại từ việc hỏa táng Phật hoặc người thánh thiện. Đa số họ gọi nó là xá lợi. Phần lớn xá lợi của Phật trở nên rất đẹp, không giống như người thường. Sau khi thiêu, không còn lại gì nhiều, hoặc chỉ là tro, hoặc một số mảnh xương vụn nhỏ. Thân xác của Phật cô đặc thành một loại ngọc. Đó là ngọc bảy màu. Giống như tưởng tượng đó là... Có biết đá mặt trăng không? Dạ. Quý vị biết pha lê không? Dạ biết, nó vô cùng trong suốt, như giữa đá mặt trăng và pha lê. Một số trong hơn, một số không. Và nó lớn cỡ này. Lớn hơn ngón tay cái của tôi. Hai ngón tay cái với nhau. Lớn cỡ này, hình tròn và màu rất đẹp. Người ta sẽ để nó trong loại tháp nhỏ này. Họ gọi nó như vậy. Giống như một miếu thờ, đa số nó như hình tam giác được trang trí khắc chạm, điêu khắc đẹp bên ngoài, và bên trong họ để xá lợi. Một xá lợi phải, một xá lợi đúng rồi. Anh là người Ấn Độ à? Nepal à? Nepal cũng tương tự, thành ra họ biết rất nhiều về nó. Được rồi. Rồi, hai nhóm này. Nhóm Bạc Đà Bà La và 16 tùy tùng khác và nhóm Mahakajip và tỳ kheo ni Tử Kim Quang và những người khác, họ là tùy tùng. Bình thường họ có nhóm của họ, như ông là trưởng nhóm. Họ đã tu hành trong tiền kiếp. Nhiều quý vị nghe rồi. Cô có ổn không? Mắt cô đỏ hoe. Cô ngủ không ngon à? Không, con ổn thưa sư phụ. Con đang vui lắm ạ. Đang vui mà khóc sao? Sao cô lại khóc? Thưa sư phụ, đó là những giọt lệ vui mừng thuần khiết.
Thật sự con rất vui. Tất cả chúng con rất có phước. Cô đang vui. Rất vui, may mắn được cưng chiều. Chúng con thương Ngài vô cùng. Dĩ nhiên tôi là bảo mẫu của quý vị. Tôi ngồi đây và quý vị cảm thấy an toàn và dĩ nhiên có người chăm sóc quý vị. Nhưng Ngài còn vượt trên những gì cần thiết, thưa sư phụ. Tôi không nghe gì hết. Cái gì? Ngài còn vượt trên những gì cần thiết nữa, sư phụ. Thật sự rất cảm động. Ý cô là vượt trên bổn phận. Dạ, như bây giờ. Vậy đây là bổn phận của tôi. Được rồi. Cảm ơn cô. Cảm ơn sư phụ. Tôi mừng vì quý vị vui. Quý vị cũng giống như người hâm mộ, thế thôi. Tôi không biết, như những ngôi sao điện ảnh hoặc ca sĩ nổi tiếng, nếu họ ngồi với quý vị, để quý vị đến nhà họ, dĩ nhiên quý vị vui. Vì cho dù quý vị không đến nhà họ đi nữa, không được phép mà chỉ ở trong một nhà hát lớn, ngoài trời nơi nào đó, quý vị đã hoan hô, hoan hô. Hoan hô, ồ, ồ. Còn ở đây tôi để quý vị vào nhà và giúp quý vị vui mỗi ngày. Nếu quý vị không vui, thì quý vị chắc là khùng. Tôi có thể hiểu điều đó. Không, chắc là khác. Hy vọng là khác. Hy vọng quý vị không chỉ là người hâm mộ. Sao cũng được. Tôi làm được gì thì làm. Tôi tưởng đâu cô ngủ không ngon, mắt cô đỏ hoe. Vậy trước đây họ đã tu hành trong vô lượng kiếp trước, cùng trong một cõi, nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh tiền lúc bấy giờ. Hồi đó họ tu hành với Đức Phật Nhật Nguyệt Quang. Lúc đó đang ở thế gian. Lúc đó Ngài tại thế. Con nghe Pháp từ Ngài và tu học với Ngài, vân vân, vân vân. Và sau khi Đức Phật ấy nhập Niết Bàn, thì vị ấy cúng dường cho xá lợi của Phật và thắp đèn để tiếp tục ánh sáng của Ngài. Có lẽ vị ấy có ý nói thắp đèn, đèn thường để cúng dường Đức Phật. Hoặc có lẽ vị ấy có ý nói rằng vị ấy tiếp tục dạy mọi người. Vì vị ấy nói thắp đèn để tiếp tục ánh sáng của Ngài. Vậy tôi đoán vị ấy kiểu như nối tiếp dòng giáo lý của Ngài. Bằng không, ánh sáng thường không thể là Phật quang. Tôi đoán vậy. Từ đó trở đi, đời này qua đời khác, thân con luôn luôn viên mãn và sáng ngời với ánh sáng vàng tím. Tỳ kheo ni, tử kim quang cùng với các vị khác là quyến thuộc của con. Và tất cả chúng con đồng thời cùng phát khởi đạo tâm. Vậy đó là câu chuyện của họ. Vị ấy tiếp tục, con quan sát trong thế gian. Lục trần đều biến hoại. Chúng là trống không và tĩnh lặng. Dựa vào điều này, con tu diệt tận định. Bây giờ thân tâm của con có thể vượt qua hàng trăm ngàn vô lượng kiếp khi thời gian tưởng chừng như cái búng tay. Cái búng tay nghĩa là thời gian không có lực lượng chi phối tỳ kheo ni này và tùy tùng của cô. Vậy đó là lời của Mahakajip. Đồng thời cũng giới thiệu tỳ kheo ni tử kim quang cũng nói với Đức Phật phương pháp mà ông đã tu. Đó là trong vô lượng kiếp trước. Tưởng tượng xem, họ nhớ hết mọi điều từ vô lượng kiếp trước. Còn quý vị có nhớ điều gì từ hôm qua không? Hôm qua quý vị ăn món gì? Thậm chí không nhớ được. Chà, chúc mừng. Trí nhớ quý vị thật siêu. Siêu kém. Vậy, đó là những gì họ nhớ. Cho nên dựa vào tánh không của Pháp Trần, nên con đã thành A-la-hán. Đức Thế Tôn nói, nghĩa là Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì họ ngừng từ Phật này sang Phật khác, nên tôi cần phải nói quý vị biết họ đang nói về vị Phật nào. Trước đó đã có sư phụ Phật quá khứ của ông, và bây giờ ông nói về Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy Đức Thế Tôn nói con tu hạnh đầu đà bậc nhất.
diệu pháp mang con đến giác ngộ và hiểu biết, và con trừ sạch các lậu. Phật hỏi về viên thông, như con đã được ấn chứng với nó. Pháp trần là vượt bậc. Pháp trần là gì? Ai có thể giải thích cho tôi nào? Triết lý à, ông kể tất cả điều này, mà bây giờ quý vị cũng không biết pháp trần là gì. Sao đây? Không à? Không biết. Quý vị là giả bộ nữa rồi, gây rắc rối cho tôi à? Tôi không phải giải thích, chỉ cần biết pháp trần, chỉ có vậy thôi. Thật ra vì họ không liên quan tới chúng ta nữa. Chúng ta cũng có thể đọc qua để xem có bao nhiêu pháp mà tất cả người xuất gia của Đức Phật đã tu vào thời đó. Ông nói quán sát trong thế gian lục trần đều biến hoại, vì vậy chúng chỉ là hư không. Dựa vào đó, ông tu diệt tận định, nên giờ thân tâm của ông có thể vượt qua hàng trăm ngàn vô lượng kiếp, như thể cái búng tay thôi. Không biết. Nếu lỡ ta nói tôi cũng không biết, thì sao? Gì vậy? Đó nghĩa là gì? Ông dùng trí huệ của ông, tâm lực của ông để quán sát sáu giác quan mà chúng ta biết: xúc giác, khứu giác, vị giác, thị giác, thính giác. Còn gì nữa? Còn gì nữa? Vậy, ông dùng trí lực, tâm lực của ông để phân tích điều này. Và đó cũng là một loại quán tưởng tập trung. Vì vậy, ông đạt khai ngộ. Người ta dùng các cơ quan khác nhau để được khai ngộ. Ngay cả đôi khi tu cùng một pháp, chính vì thế mọi người có thể nghiệm bên trong khác nhau. Như quý vị đồng tu, tôi dạy quý vị cùng một pháp, nhưng một số quý vị có những thể nghiệm khác nhau, một số có thể nghiệm bên ngoài rõ ràng, hoặc một số có lợi ích nào đó và một số đi vào bên trong, thấy các cõi khác nhau, cảnh giới khác nhau, vân vân. Vậy đây là điều ông đã làm để đạt khai ngộ. Do đó ông thưa với Phật, pháp trần là vượt bậc, vì ông nghĩ tất cả lục trần sẽ suy giảm ngày này hay ngày khác, nhưng khả năng tinh thần sẽ vẫn còn. Chính vì thế ông nói rằng thân tâm của ông, tâm trí thuộc về cõi tinh thần. Vậy ông nói ông vẫn còn nó, và tâm trí của ông có thể vượt qua hàng trăm ngàn vô lượng kiếp, như thể cái búng tay. Vậy ông nghĩ nếu quý vị dùng tâm lực, trí lực, thì quý vị có thể đạt khai ngộ, chỉ cần dùng tâm trí, quán sát nhiều hơn, tập trung hơn. Pháp môn của chúng ta không dùng tâm trí, ngoài trừ chỉ để niệm một số câu bảo vệ mà chúng ta cần phải dùng. Bằng không, không phải tâm trí mà chúng ta dùng để quán sát hoặc để phân tích gì hết. Ông quán sát lục trần. Và rồi ông thấy chúng không vĩnh cửu, không lâu bền, chỉ là tâm trí. Thậm chí lục trần, ông quán sát tất cả chúng đến rồi đi, nhưng tâm trí của ông vẫn tỉnh táo, vẫn có thể thấy điều đó. Điều đó có nghĩa là ông nghĩ ông dùng tâm trí để thấy mọi thứ, để biết mọi điều. Nào, bây giờ là một vị khác. Tên ông là Analuk, vị tỳ kheo khác, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, và thưa với Phật,
lúc mới xuất gia, con thường thích ngủ. Nghe quen quen. Họ không biết tôi có nhiều hơn là chỉ một người. Nhập hội đi, người anh em. Nếu sinh ra vào lúc này, ông sẽ vui vì ông không phải là người mê ngủ lẻ loi. Ông có thể ngồi ở đây và cảm thấy đồng hội đồng thuyền. Thương thật, ông ra đời sớm quá. Nếu ra đời vào thời này, ông sẽ rất vui. Ngồi giữa quý vị và cảm thấy tuyệt, chúng ta đồng hội đồng thuyền. Thật sự là huynh đệ. Như Lai quở trách con. À, còn tôi thì không. Ít ra Đức Phật nghiêm khắc hơn, thế không? Cho nên nếu quý vị trách tôi quá nghiêm khắc, tôi chỉ là đệ tử của Đức Phật về tánh nghiêm khắc. Như Lai quở trách con và nói con không hơn gì loài súc sinh. Ôi trời ơi, Phật thật sự nghiêm khắc. Thế mà tôi tưởng Đức Phật không bao giờ quở trách ai hết. Thật sự, Ngài có quở trách, Ngài đã quở trách. Trong cuốn kinh khác, tôi đọc thấy Ngài đã quở trách con trai Ngài. Con trai của Ngài kiểu như trẻ con mà, biết không? Lúc đó, hãy còn quá nhỏ, một cậu bé. Và cậu nói cái bụng trẻ con của cậu không thể chịu nổi ngày một bữa. Và cậu nói rằng, thiền quá lâu, cậu chịu không nổi, vân vân, vân vân. Đức Phật mắng con, nói rằng, con xem này, tôi nhớ đại khái như con là con của Phật. Và đó là điều quý giá. Nhưng nếu con thấy cái chậu mà ta dùng để rửa chân, vậy người ta có thể dùng cái chậu rửa chân đó để ăn hay bỏ thứ gì quý báu hơn vào đó được không? Ý Đức Phật nói rằng, nếu không nỗ lực, thì cũng sẽ như một đồ dùng vô dụng, tầm thường, không mấy giá trị. Đại khái như vậy đó, nhưng ở đây viết rằng như loài súc sinh. Tôi không biết Đức Phật có thể nghiêm khắc đến thế. Tôi quên điều này. Một lần nọ, tôi cũng đọc sách nào khác. Một câu chuyện Phật, một vị tỳ kheo ni nghiện tỏi, cô cũng luôn luôn đi đến nhà người tại gia, xin tỏi. Một ngày nọ, người tại gia đó không có tỏi trong nhà, nên ông bảo cô có thể đi ra ruộng của ông và tự lấy tỏi, vì có lẽ ông bận hay gì đó. Và cô đi ra ruộng và lấy rất nhiều tỏi. Từ đó trở đi, Đức Phật nói, bất cứ ai ăn tỏi sẽ bị đọa địa ngục. Ăn tỏi thôi mà vậy đó. Có lẽ Ngài nổi giận vì cô làm hư hại ruộng của người tại gia. Mà đã là tỳ kheo ni thì không nên làm thế. Và quý vị không nên nghiện thức ăn nào đó mà mình phải quá phụ thuộc và trở nên kém phẩm giá hơn. Có lẽ Đức Phật nổi giận và nói không được ăn tỏi. Thế mà cô vẫn lén lút đi làm điều đó, làm hư hại tài sản của người dân. Tôi cũng sẽ rất nổi giận. Vì đó không phải đại biểu cho sự khai ngộ. Bây giờ trở lại với vị tỳ kheo này. Aniruddha. Khi nghe Phật mắng, con khóc thầm, tự trách mình. Suốt 7 ngày đêm, con không ngủ. Và con bị mù hai mắt. Ông cố hết sức để mở mắt. Có lẽ dùng tâm hoặc vật gì đó để giữ mắt mở hoặc ở trước ánh sáng để ông không ngủ. Thái quá như vậy đó. Đệ tử điển hình là thế. Khi ta nói tôi muốn ăn chuối, họ mang rất nhiều cho tôi mỗi ngày. Cả làng cũng ăn không hết. Một lần nọ, họ mang cho tôi mấy thứ này. Người Âu Lạc Việt Nam, họ gọi nó là chả, hay tương tự vậy. Chả thuần chai Âu Lạc Việt Nam này có màu trắng nhạt.
bên ngoài xanh. Họ gói nó bằng lá chuối. Và nó tròn như một cây hem như thế này. Tròn cỡ này và cao cỡ này. Và họ cắt thành từng lát mỏng. Và một ngày nọ họ đưa cho tôi mấy lát. Oh, good love, thích quá chừng. Tôi cho chú hết. Tôi không thật sự thích bất cứ gì. Không, không thích gì lắm. Dạo này không nhiều mấy. Good love, ăn hết món đó. Ngon, ngon. Ngày hôm sau tôi có gấp đôi. Cùng món hôm trước và good love không ở đó nữa nên tôi trả lại y nguyên như vậy. Số lượng như vậy. Các bạn chó không có đó vì khi đang bế quan tôi không thể để họ ở gần bên. Tôi không có đủ thời gian để chăm sóc quý vị và lo việc kinh doanh và giấy tờ. Không có good love xung quanh nên tôi trả lại món đó nguyên vẹn. Tôi không bao giờ bảo họ đôi khi good love thích món nào đó rất nhiều. Và nếu món đó hết, thì hôm sau tôi sẽ có rất nhiều. Rồi có vào ngày mốt, ngày kế tiếp nữa, good love cũng chán ngấy. Đức Phật khiển trách họ vì ngủ quá nhiều, nhưng Ngài không nói không được ngủ. Có nghĩa là làm những điều một cách phù hợp, theo trung đạo. Rồi ông coi điều đó quá nghiêm trọng. Suốt 7 ngày đêm không ngủ tới khi mắt ông mù. Khủng khiếp. Nhiều chuyện như vậy cũng xảy ra ở đây. Sám hối là tốt. Ý thức về khuyết điểm của chính mình là tốt, nhưng không cần hành hạ mình khi không cần thiết. Cứ nói với tôi vấn đề là gì. Vậy, bây giờ ông nói rằng ông không ngủ suốt 7 ngày đêm và bị mù cả hai mắt. Đức Thế Tôn dạy con tu pháp nhạo kiến, chiếu minh, kim cang chánh định. Mặc dù con không có mắt, không có thị lực, không phải không có mắt mà là không có thị lực, con có thể nhìn thấy mười phương thông suốt rõ ràng, như thể con nhìn trái cây trong lòng bàn tay. Như Lai ấn chứng cho con đạt quả vị A-la-hán. Đức Phật hỏi về viên thông. Vì con đã được ấn chứng với nó, xoay cái thấy trở về căn nguyên là pháp môn cao nhất. Nghĩa là quý vị không thấy bằng mắt, cũng như quý vị làm trong khi thiền. Như tôi đã kể quý vị trước đây, một trong các thiền sư nói, nếu Ngài biết bản ngã nguyên thủy sáng rực và huy hoàng của chính chúng ta, Ngài chẳng thà làm người mù, điếc và câm ngay từ lúc đầu thì tốt hơn. Đó là những gì Ngài nói, vì không thể dùng những thứ đó. Chúng ta không thể dùng bản tánh vật chất vô thường của sự vật và thân thể này để đạt khai ngộ. Cho nên đó là lý do. Khi ông không có mắt thì ông liễu ngộ, sau khi Đức Phật dạy ông cách nhìn bên trong. Lúc đó ông biết căn nguyên, thấy không phải từ mắt. Mắt có được thị lực là từ căn nguyên, giống như tai nghe được là từ căn nguyên chân thật. Thành ra chúng ta không dùng tai nhưng chúng ta nghe được. Thấy không? Nếu quý vị không tu pháp môn Quán Âm, làm sao quý vị hiểu những gì, bất cứ điều gì mà tôi đang nói? Thậm chí quý vị tu pháp môn Quán Âm. Tôi hỏi quý vị nhiều lần mà quý vị vẫn không hiểu. Đừng nói chi về những người không tu. Người mù dẫn người mù, cả hai đều rơi xuống hố. Bây giờ quý vị biết rồi ha. Vậy nhanh lên nhé. Hôm qua tôi hỏi quý vị về hai vị dược vương. Nhớ không? Và quý vị nói với tôi về thảo dược. Tôi hỏi về khai ngộ, sự giác ngộ của họ. Và quý vị nói, ồ, bởi vì thảo dược, mùi vị của thảo dược, các loại thảo dược khác nhau, ông trộn với các thảo dược khác nhau, toàn chuyện vớ vẩn. Quý vị trượt đích tới 2.000 dặm, cũng như quý vị không thấy bàn tay của nhà ảo thuật. Họ làm gì đó để quý vị phân tâm trong khi họ làm điều khác. Thành ra quý vị không thấy chim bồ câu từ đâu đến.
hoặc khăn tay của nhà ảo thuật. Từ đâu đến hoặc bất cứ gì khác từ đâu đến chỉ là sự nhanh tay và kỹ năng đánh lạc hướng. Giống như đây là chuyện cười mà ai cũng biết, rằng trước khi quý vị đi học y khoa, giáo sư dạy quý vị chấm ngón tay vào phân của bệnh nhân rồi nếm. Và ông đã làm vậy. Giáo sư chấm ngón tay vào phân của bệnh nhân rồi nếm. Và ông bảo từng sinh viên làm vậy. Họ làm theo ông, gớm quá, nhưng ông nói, các em phải nên quan sát chứ. Tôi chấm ngón tay này, nhưng tôi nếm ngón tay kia. Quan sát là quan trọng bậc nhất. Đó là điều ông giáo sư nói. Quý vị không biết chuyện cười này sao? Không ạ, chuyện cười rất nổi tiếng trong tất cả các trường y khoa. Ông nói các em nên quan sát. Trời ơi, nên quan sát. Quan sát là quan trọng bậc nhất. Ngón tay này gớm, nhưng tôi nếm ngón tay này. Còn các sinh viên dùng cùng một ngón tay. Quý vị có thể cười người khác, nhưng còn quý vị thì sao? Chúng ta có thể dễ bị phân tâm bởi vài yếu tố không quan trọng, hoặc vài động tác không quan trọng, hoặc vài đối tượng không quan trọng, rồi chúng ta làm hỏng việc và suy nghĩ không đúng. Nào, chúng ta tiếp tục. Xây cái thấy trở về căn nguyên là pháp môn cao nhất. Nhưng mới chỉ thấy thôi, chưa phải là pháp môn Quán Âm. Phần lớn các minh sư họ không dạy quý vị mọi thứ, hoặc có lẽ vị minh sư đó chỉ ghi rõ trong cái thấy đó. Đa số người ngày nay hay đa số các vị thầy hoặc thiền sư, họ chỉ làm cái thấy, hoặc họ thiền cái thấy, tập trung hoặc hơi thở, đại khái vậy. Hoặc quan sát thân thể, đại khái vậy. Hoặc quan sát bản chất của thân bất tịnh. Rồi cho đến khi quý vị thấy chỉ có bộ xương trước mặt mình, đại khái vậy. Nhưng rất hiếm khi họ dạy pháp môn Quán Âm. Rất hiếm. Chỉ có vài vị như chúng ta biết, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Những vị minh sư nổi tiếng đó luôn luôn cho đến nay, tất cả đều dạy pháp môn Quán Âm. Nếu đọc kỹ lưỡng, quý vị sẽ thấy, ngay cả Milarepa cũng dạy. Sư phụ của Milarepa cũng dạy pháp môn Quán Âm. Thành ra trước khi vị minh sư truyền tâm ấn cho ông, Milarepa không biết gì hết, ông chỉ làm gạch xây nhà. Và rồi bị la mắng mỗi ngày, thậm chí còn bị đánh tới chảy máu. Và phu nhân của sư phụ ông, Marapa, là vị sư phụ đã phải giúp ông bôi thuốc mỡ lên lưng. Ông có nghiệp nặng tới như vậy vì ông đã dùng thần thông giết rất nhiều người. Dùng thần thông là tuyệt đối không được. Dùng thần thông để giết cả một làng thì quả là tội lớn nhất trong mọi thời đại. Cho nên sư phụ của ông phải đau đớn, tẩy sạch bằng cách trước đó, trước khi ông có thể hết tội, đủ tinh khiết để nhận giáo lý vĩ đại. Ngày nay, một số minh sư rất từ bi và chỉ dạy quý vị mà không kiểm tra quý vị hay gì cả. Vậy nếu quý vị đã gặp một vị như vậy, vài minh sư Ấn Độ là như thế đó, thì quý vị phải nên thật sự cảm kích. Tôi không phải đang nói về mình hay gì hết, chỉ nói chung thôi. Sư phụ của ông có nhiều đệ tử. Những đại đệ tử có thể truyền pháp môn Quán Âm như các sứ giả Quán Âm ngày nay. Vậy Milarepa đã lén lút đi đến một trong những đại đệ tử của ngài, người có thể truyền tâm ấn, và thỉnh cầu ông xin thọ tâm ấn. Ông giả mạo nói là sư phụ đã gửi ông tới, vì vậy đại đệ tử của ngài tin và truyền tâm ấn cho ông. Không có gì xảy ra hết. Không ánh sáng thiên đàng nội tại, không nghe, không có gì hết. Vậy nên, vị đại đệ tử thắc mắc có thể nào là vì sư phụ mình không cho phép việc này. Thành ra, ông mới không có được thể nghiệm. Sau đó, họ phát hiện ra rằng ông gạt, nên ông bị sư phụ đánh nhiều hơn, phải xây nhà nhiều hơn. Tôi nghĩ đó là phu nhân của ngài, vợ của sư phụ đã bảo ông đến đó và nói, này, anh đi đến đó, đừng để bị đánh đập nữa. Đi đến đó và yêu cầu về đệ tử đó bảo là tôi nói như vậy, hoặc gì đó, không có gì xảy ra. Thời điểm của ông chưa đến.
Ông chưa sẵn sàng, chưa xứng đáng. Và lúc đó, Mara không dạy nhiều người, nhiều đệ tử, nhưng không nhiều kiểu như rất nhiều. Không phải tất cả các vị minh sư đều được trao quyền dạy nhiều đệ tử, và không phải tất cả minh sư đều xuống trần để dạy nhiều đệ tử, và không phải tất cả minh sư đem theo đủ lực lượng để dạy hội chúng lớn. Một số vị chỉ dạy vài người như Bồ Đề Đạt Ma. Không phải Ngài không có nhiều lực lượng, nhưng lúc đó, Ngài chỉ có thể dùng chừng đó lực lượng để dạy vài đệ tử, năm đệ tử, và có lẽ một số đệ tử phụ khác. Phật đã dạy hàng ngàn người, nhưng lúc đó, Phật có thể dạy nhiều hơn. Ngài có nhiều lực lượng hơn, chỉ là vấn đề liên lạc. Giao thông không thuận tiện như ngày nay. Đức Phật phải đi bộ mỗi ngày. Bây giờ có vị tỳ kheo khác đứng lên. Châu Lợi Bàn Đặt từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật và thưa với Phật rằng: Còn trí nhớ kém cỏi, lại không có trí thông minh bẩm sinh nhiều. Lúc vừa mới gặp Phật, ông muốn nói vị Phật này, Phật Thích Ca Mâu Ni, hai vị khác nói về chư Phật thời quá khứ mà họ đã theo học, nhưng dĩ nhiên bây giờ họ đến họ cũng học với Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng vị này học trực tiếp cũng như năm vị đầu tiên, hoặc A Nan hay Xá Lợi Phất. Tôi đoán vậy, tôi không nhớ hết. Ngày nay, chúng ta không biết quý trọng mọi thứ, nhưng cái đó gọi là phép màu. Đó cũng là một trong những lực lượng thần thông. 100 năm về trước, chúng ta không có nó. Khi tôi còn là thiếu nữ, chúng ta không có nó. Đúng thế. Và rồi dần dần, chúng ta có truyền hình trắng đen. Và có những cái hộp lớn mà quý vị có thể giao tiếp như điện thoại, nhưng ở khoảng cách ngắn. Không phải từ Đài Loan, Formosa đến nước Mỹ, không. Ngày nay chúng ta nói, ồ, điện thoại của tôi, tại sao nó không đủ nhanh? Tôi phải mua một cái mới, sản phẩm mới hoặc iPad mới, hoặc iPod, hay bất cứ ai gì. Trời ơi, điện thoại i6 chưa đủ, iPhone số 6, phải mua iPhone số 7 cơ, kiểu mới ra. Chờ cả ngày, cả buổi sáng, cả đêm trước văn phòng iOffice để có được vài cái i. Ai mới ra, ai đầu tiên. Rồi khoe, ồ, tôi có ai trong 10 cái đầu tiên. Bất cứ gì ha, nhớ không, quý vị biết mà, phải không? Ờ, nói quý vị biết. Ai này chưa đủ tốt, phải là ai nữa, nhiều ai hơn. Trời ơi, thật sự chúng ta nên biết ơn mỗi ngày. Lúc tắm vòi sen nóng sáng nay, tôi vô cùng biết ơn. Tôi đang tắm vòi sen nóng. Tôi nói, chà, tuyệt vời làm sao. Tuyệt vời làm sao là mình còn có nước nóng. Nước nóng chảy từ vòi. Ở Hy Mã Lạp Sơn không có. Quý vị tắm trong sông Hàn, bất kể mùa nào. Một số khối băng vẫn trôi trên mặt nước và rồi quý vị phải tắm trong dòng nước đó. Nhưng sống gần sông Hàn thì quý vị hãy vui đi. Tôi luôn luôn vui và luôn luôn biết ơn. Vì một số nhà sư và một số người tu hành họ sống rất xa sông Hàn. Đi xuống vách núi và phải xách nước lên hang động của họ trên đỉnh núi. Phải đi nhiều bậc tam cấp hoặc thậm chí không có bậc, quý vị phải tìm đường đi và không dễ cho lắm. Đường đi đầy sỏi đá, ngổn ngang. Quý vị có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Và lúc đó, tôi ở Rishikesh, rất gần sông Hàn. Chỉ cần đi bộ một quãng ngắn, có lẽ 5 phút trên đất bằng. Không quá bằng phẳng, nhưng không như rất trơn hoặc rất dốc, không khó, rất dễ đi như quý vị đi trong vườn ở đây. Đi đến dòng sông, tắm, giặt quần áo và phơi trên đá. Và đồ khô trong tích tắc, thời tiết ở Ấn Độ rất nóng. Đồ khô trong vòng nửa tiếng, hoặc có lẽ khô một nửa và quý vị có thể mặc được rồi. Và rồi trong khi quý vị
đi bộ về nhà bùn, phòng bùn của mình, thì nó khô hẳn. Không cần máy vắt, không cần gì hết. Tôi thích lối sống đó lắm. Ước gì tôi có thể trở lại đó. Chỉ mướn một nhà bùn, giá cho thuê như tặng. Chỉ có vài ruby còn chưa tới một đô. Vì ở đó, họ không muốn kiếm lợi nhuận. Họ làm mọi thứ đều rẻ cho người hành hương. Họ rất tâm linh. Ngay cả những thương gia, họ cũng rất tâm linh. Họ kinh doanh chỉ để không thua lỗ và thu chút đỉnh lợi nhuận để tiếp tục và để sửa chữa nhà. Họ không nghĩ về kinh doanh. Mọi thứ ở đó đều rất thoải mái. Nếu bây giờ tôi đi đến đó mà không có tiền bạc gì nhiều cả, tôi ở đây cũng không có nhiều, nhưng tôi có thể sống mãi mãi ở đó, thật vậy. Người Ấn Độ rất tuyệt vời. Nepal cũng giống vậy, khu vực những người tương tự, họ rất tuyệt vời. Giờ nói về nơi đó, sao tôi không đến đó nhỉ? Sao chỉ mơ về nơi đó thôi, sao tôi không quay về đó chứ? Có một số nhà bùn mà quý vị có thể mướn. Nếu không, tôi cứ ngủ ngoài trời. Bây giờ tôi còn biết cách chăm sóc cho chính mình. Tôi còn có thể mua lều, có tiền đi xe buýt và mướn ngựa, để tôi không cần phải xách đồ. Khi một mình, tôi không có khả năng. Tôi phải bán hay bỏ đồ đạc đi. Vì đơn độc, tôi không có khả năng để xách nhiều thứ. Nếu tôi đến Ấn Độ và tôi có đạo tràng, quý vị cũng có thể đến. Tôi không biết. Hãy xem cuộc đời đưa tôi đến đâu. Vì tôi thật sự thích lối sống đó và tôi có thể thiền bao lâu tùy ý. Buổi tối, tôi trèo lên mái nhà. Đó là mái phẳng bằng bùn, không có cầu thang. Không biết sao tôi trèo rất giỏi. Bây giờ thì chịu. Lúc đó, trèo lên dễ như không. Có một số lỗ nhỏ trong nhà bùn và mình chỉ dùng ngón chân để bám chặt vào đó rồi trèo lên. Bây giờ, quý vị có trả tiền, tôi cũng không dám. Thật đấy, lúc đó tôi không biết sợ là gì. Tôi làm bất cứ gì, đi bất cứ đâu, uống nước sông Hằng nhiễm bẩn nơi hạ lưu thuộc khu vực thấp nhất, chỗ mà người bệnh phong sống ở phía trên, thượng lưu, vùng cao hơn. Chẳng có gì xảy ra cho tôi. Tôi bị sốt cao trên đường tới Bồ Đề Đạo Tràng vào mùa hè. Khi sóng nhiệt thổi vào mình, quý vị bước đi cũng không nổi. Quý vị đi như thế này, như đang leo lên một ngọn đồi cao. Và đó chỉ là đường bằng phẳng. Nhưng trời quá nóng, ngay cả người Ấn Độ cũng không dám đi ra ngoài. Tôi quá ngây thơ, đi bộ vào giữa trưa vì tôi háo hức muốn xem được Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, đạt khai ngộ. Tôi rất nao nức, không biết giờ giấc hay mặt trời, không biết gì hết. Và tôi đi bộ mà cảm giác như vác trên mình một ngọn núi, đồng thời trèo lên một ngọn núi khác, rồi một cơn bão lớn thổi ngược mình xuống. Nặng đến vậy đó. Tôi bước đi mà cứ như đang bò như vậy. Thật sự như thế này. Rất, rất nỗ lực. Và rồi tôi bị say nắng, lên cơn sốt. Sau khi nhìn thấy cây bồ đề xong rồi, tôi quay trở lại. Không biết sao, có ngôi chùa nhỏ và họ cho tôi ăn cháo, cháo gạo và đậu hũ. Rồi tôi hồi phục. Sau đó, tôi đi xem khu vườn khác nơi Đức Phật giảng đạo và lại bị say nắng nữa. Bị say nắng và rồi không biết sao, trước khi ngã quỵ, tôi lại ở ngay trước một ngôi chùa. Chùa Phật giáo, và một trong những lạc ma ở đó, ông là lạc ma nhưng ông ăn chay hoàn toàn. Ông nấu cho tôi thức ăn chay và chăm sóc tôi tới khi tôi hồi phục. Ông đặt tôi trên giường và đậy tôi lại bằng cái gì đó như cái mùng, nhưng cái khung đậy lên tôi như thế này. Ông sờ trán tôi và nói, ồ, sốt nặng rồi. Ông nói được vài tiếng Hoa, sốt nặng. Ông không nói sốt cao, sốt nặng. Ồ, sau đó, ông nấu thức ăn chay cho tôi. Tôi hỏi, đây là chay hết à? Ông nói, đúng, tôi cũng ăn chay. Và sau này, lần đầu tiên đến Đài Loan Formosa, tôi gửi biếu ông một số thức ăn chay từ Đài Loan Formosa, bởi vì ở đó ông không có nhiều, nhưng lại có tấm lòng đại lượng như thế. Ở phía trước chùa, tôi nghĩ không biết đó là gì. Vườn Lộc Uyển hay gì đó, tôi quên rồi. Hoặc Ba La Nại gì đó. Quên rồi, có một ngôi chùa. Tôi chỉ ngã xuống trước chùa như vậy. Khi tôi thật sự cần giúp, tôi không còn sức lực nữa.
chỉ ngã quỵ ở trước chùa. Vì vậy, họ đưa tôi vào trong và chăm sóc. Và chỉ có món cháo đơn giản như cháo gạo mà quý vị ăn vào buổi sáng, và đậu hũ, đậu phụ, thế thôi. Rồi tôi hồi phục. Tôi nói, làm sao ông biết cách nấu cháo vậy? Ông nói, thầy tôi dạy, nếu có ai bệnh, đừng cho ăn cơm mà hãy cho ăn cháo. Thầy của ông là nhà sư, người Đài Loan Formosa, tu sĩ người Đài Loan, và dĩ nhiên ông ăn chay trường. Có quá nhiều phép màu. Đó là một phép màu, luôn luôn có, không thành vấn đề, không trọng đại. Tôi rất hàng xài với bất cứ gì, cho sự khai ngộ, nên tôi cứ đi đây đó làm bất cứ gì, mà không xem mình là một phụ nữ trẻ, rất yếu ớt. Nhưng Thượng Đế chăm sóc mọi việc. Như tựa đề quyển sách chúng ta, ha, Thượng Đế chăm sóc mọi việc. Ngài đã chăm sóc, Ngài đã thật sự chăm sóc tôi. Vậy, đây là Châu Lợi Bàn đặt nói. Khi lần đầu tiên gặp được Phật, ông nói con nghe Pháp và xuất gia. Nhưng khi con cố nhớ một câu kệ của Như Lai, thì trong 100 ngày, nhớ được phần đầu thì quên phần sau, hoặc nhớ được phần sau thì lại quên phần trước. Ông không có khả năng nhớ, không thông minh cho lắm. Ông đã ráng hết sức để nhớ lời kệ Đức Phật nói. Thời đó và cả ngày nay, ở nhiều nơi trên thế giới, người ta không có điều kiện khác, hoặc họ chỉ làm như truyền thống học thuộc lòng, hoặc thuộc toàn bộ thánh kinh, hoặc học toàn bộ kinh Koran, hoặc học thuộc kinh Phật giáo. Tôi cũng đã học thuộc một số. Phải học thuộc lòng một số như tụng kinh sáng, tụng kinh tối. Và khi cúng dường Đức Phật và niệm thần chú nào đó cho ma quỷ vân vân, quý vị phải biết, tôi cũng phải học thuộc một số. Ngoài ra, họ học thuộc lòng một số câu thần chú. Chú Đại Bi của Bồ Tát, đó là một câu chú dài hoặc câu chú ngắn hơn. Nhưng tụng kinh tối hoặc sáng, quý vị phải nhớ. Quý vị không thể chỉ ngồi trước mặt Đức Phật, đảnh lễ rồi đọc đâu. Quý vị phải cúi lại Đức Phật và ồ, con quên rồi, đó là gì ạ? Lại Phật, đó là gì ạ? Phần cuối là gì? Trước khi con đảnh lễ, con quên rồi. Quý vị phải học thuộc lòng. Như quý vị phải cúng dường Đức Phật. Tôi học bằng cả tiếng Hoa lẫn tiếng Âu Lạc Việt Nam. Buổi sáng quý vị phải cúng dường như con cúng dường Phật Tỳ Lô Xá Na, thanh tịnh và vô cấu. Quý vị cúng dường các vị Phật khác nhau và rồi niệm câu thần chú cho ma quỷ đại khái vậy. Giống như tụng kinh, rất hay, rất hay. Quý vị phải học toàn bộ trình tự. Không thể cầm cuốn sách. Ồ, cái gì? Trước đó đọc đến đâu rồi? Ở đây tôi có thể hỏi quý vị, tôi đã đọc đến đâu rồi, đã nói gì? Nhưng trước Pháp hội Phật, rất nhiều tăng ni, mình phải đọc nhanh như những người khác, chứ không thể nói, đợi một phút tôi quên rồi, đợi đã, tất cả quý vị chờ một phút coi. Rồi, vị tỳ kheo này không có khả năng trí nhớ. Cho nên ông đã cố nhớ phần đầu tiên rồi quên phần cuối. Nhớ được phần cuối thì quên phần đầu. Vậy nên Đức Phật cảm thấy thương cho ông. Ông nói ở đây, Đức Phật thương con ngu muội và đã dạy con an cư và điều hòa hơi thở. Thấy đó, bây giờ Đức Phật dạy ông pháp hơi thở để ông có thể thấy thư thái hơn. Bây giờ Phật cũng dạy pháp hơi thở. Con quan sát hơi thở từng ly từng tí cho đến khi con có thể phân biệt sinh trụ dị diệt trong từng sát na. Ông nói mỗi nano giây. Từng sát na đó có nghĩa là nano giây trong tiếng Phạn. Kinh nói sát na, nhưng ông liễu ngộ mỗi nano giây rằng ông quan sát hơi thở từng ly từng tí cho đến một điểm rất tinh tế để ông thấy sinh trụ dị diệt xảy ra mọi lúc trên thế giới này hoặc thế giới bên kia. Mỗi nano giây
Có gì đó mới sinh ra, có gì đó thay đổi, có gì đó tồn tại bị tiêu diệt mỗi nano giây. Vậy ông tiếp tục, tâm con bỗng nhiên đạt được đại vô ngại cho đến khi các lậu hết sạch và con đạt quả vị A-la-hán. Dưới pháp tòa của Phật, con được ấn chứng là bậc vô học. Có nghĩa ông đã khai ngộ rồi và không cần học bất cứ sách nào hay bất cứ hướng dẫn nào nữa, chỉ cần tiếp tục thiền để tiếp tục tiến xa hơn. Và Đức Phật hỏi chúng con về viên thông, vì con đã được ấn chứng với nó, quay hơi thở trở về với tánh không là pháp môn bậc nhất đối với ông. Cho ông thôi, Phật nói có 84.000 pháp môn. Vậy Đức Phật đã dạy ông pháp hơi thở này, nhưng đó không phải là thở như bình thường mà quý vị được khai ngộ, không phải thế. Phải quay hơi thở trở về với tánh không, hoàn toàn không còn hơi thở nào tồn tại nữa, ngay cả trước khi hơi thở đến. Đó là tánh không nguyên thủy. Đó là cách ông đạt khai ngộ. Vậy quý vị nghĩ, có muốn học pháp hơi thở này không? Dạ không. Một số người vẫn tu pháp này. Họ có pháp kiểm soát hơi thở. Và họ có pháp hơi thở. Đủ mọi pháp. Có những vị thầy khác nhau dạy quý vị những pháp khác nhau. Ở Ấn Độ có nhiều pháp. Họ có một số pháp hoàng gia, Hatha Yoga và những pháp khác, gọi bằng những tên khác nhau. Rồi bây giờ một vị tỳ kheo khác từ chỗ ngồi đứng dậy, tên ông là Kiều Phạm Bát Đề. Kiều Phạm Bát Đề đảnh lễ với chân Phật và thưa với Phật rằng, con bị khẩu nghiệp đã tạo ra từ tội trong đời quá khứ. Con khinh chê một vị sa môn, nên hết đời này đến đời khác, con có chứng bệnh nhai lại như bò. Vì có lẽ ông nguyền rủa một trong những tu sĩ mới nhập môn trước đó, nhiều kiếp trước, và đời đời kiếp kiếp, ông vẫn phải có chứng bệnh nhai lại như bò. Vậy, Như Lai dạy con pháp môn, nhất vị thành tịnh tâm địa. Tư tưởng con tận diệt, con vào chánh định và quán sát tánh biết của vị. Nó vốn chẳng có thể, chẳng phải vật. Kết quả là tâm con siêu vượt các lậu của thế gian. Bên trong, đây là kết quả. Ông nói bên trong, con giải thoát khỏi thân tâm. Bên ngoài, con rời bỏ thế giới. Tôi đoán không phải như đi lên mặt trăng, không, nghĩa là ông không còn bám víu. Con xa lìa ba cõi, như chim sổ lòng. Con tách lìa cấu nhiễu và tiêu diệt trần tướng, nên pháp nhãn trở nên thanh tịnh và con thành A-la-hán. Như Lai Đức Thần ấn chứng cho con là đã thăng lên đạo vô học. Hiểu điều đó không? Đây là pháp môn khác mà Đức Phật đã dạy họ. Có lẽ nó tùy vào năng lực và khả năng và trí thông minh của họ. Thậm chí Đức Phật có một học trò ngốc như vậy, Ngài vẫn có thể nâng họ lên đến quả vị A-la-hán. Nhưng ngốc không phải là tội. Tính bướng bỉnh, tự cao tự đại, ngã chấp lớn mới là vấn đề. Điều đó ngăn cách quý vị với Phật tánh và ngăn không cho quý vị hiểu giáo lý chân thật của Đức Phật bên trong, không phải là nói bên ngoài. Thành ra trước đây, vị tỳ kheo này một câu kệ cũng không nhớ nổi. Ông quên trước, quên sau, mà vẫn đạt được quả vị A-la-hán. Vì ông không kiêu ngạo. Đó là điểm chính, hiểu không? Ông không có ngã chấp cản trở ông. Ngã chấp là kẻ thù tệ nhất mà người tu hành chúng ta có thể có. Quá chú trọng
vào những hiện tượng và cám dỗ bên ngoài, rồi quên hướng nội, hoặc quá tự hào với thành tựu nhỏ hoặc thành công nhỏ về mặt vật chất hoặc cảm xúc hoặc tâm linh. Ngã chấp hoàn toàn rất có hại cho sự tiến bộ tâm linh của mình. Đó là ngã chấp gây ra như vậy, làm cho quý vị chấp vào cái này, cái kia, làm cho quý vị cảm thấy hãnh diện về cái này, cái nọ mà hoàn toàn không là gì cả. Đó là hạt bụi so với điều chân thật, so với mục đích thật của quý vị trong đời là để thiền. Giống như nếu chồng chiều hư hoặc thương quá nhiều và cô trở thành người hư hỏng, và hướng ngoại, cô cũng trở nên như vậy, đòi hỏi, kiêu căng, ngạo mạn, hoặc vợ cưng hư, thì anh cũng trở nên bướng bỉnh. Quá nhiều ngã chấp, nghĩ, ồ đúng, ta tuyệt vời, ta là nhất, ta là ông này, ông nọ. Tự tin thì không sao, nhưng đừng đi quá giới hạn giữa sự tự tin và tính kiêu căng, thì quý vị sẽ ổn. Quý vị phải biết kiểm thảo bản thân, xem quý vị có cản trở chính mình hay không. Điều này thật sự có hại cho tiến bộ tâm linh của mình. Quý vị không đi tới đâu cả, mang theo ngã chấp như đứa bé, như một thứ quý báu. Hãy bỏ đi nhé. Chúng ta chẳng là hết, thật sự chúng ta chẳng là gì hết. Ý ta nói có lẽ bề ngoài, trông như tôi là sư phụ và dạy quý vị, nhưng bên trong tôi không cảm thấy mình là gì cả. Bên trong cảm giác của tôi không cảm thấy như mình là gì đó quan trọng, không bao giờ có cảm giác này, ngay cả để bám vào. Tôi chăm chỉ làm việc của mình, có thể làm được gì thì làm, mỗi phút, mỗi giây, mỗi giờ trong ngày. Tôi chăm sóc các bạn chó, chăm sóc mấy chuyện của tôi, làm kinh doanh, chăm sóc những gì mà tôi phải làm. Và nếu quý vị đến, tôi dạy quý vị vài điều, nhưng bên trong, ví dụ như, giả sử tôi la mắng quý vị, điều đó không có nghĩa là tôi ngạo mạn hay gì cả, vì tôi không cảm thấy như tôi là gì hết. Cần phải làm gì thì tôi làm. Chỉ như tôi nói với các bạn chó, ngừng lại, đừng chơi quá bạo. Đó không có nghĩa là tôi không thương chó của tôi. Điều đó không chứng minh rằng vì tôi là chủ của họ, không phải như vậy. Tôi chỉ phải ngăn họ trước khi họ trở nên quá nghiêm trọng và cắn lẫn nhau. Khi họ trở nên cáo, chơi quá bạo, và một con bị đau rồi bắt đầu trở nên cáo kỉnh, và rồi con khác cũng cáo hơn, thế là họ cắn nhau. Cho nên, tôi phải ngăn họ lại, tôi nói ngừng, ngừng ngay. Tôi phải làm gì đó để ngăn họ không chơi nữa, chứ nếu họ tiếp tục quá thô bạo, nó dẫn đến vấn đề nghiêm trọng hơn. Thế thôi, không phải vì tôi là chủ của họ. Tôi không cảm thấy như tôi là chủ của mấy chú chó hay gì cả. Tôi phải chỉ chăm sóc họ thôi. Chỉ là hoàn cảnh khiến nó như vậy. Giống như nếu tôi dạy quý vị, tôi nói với quý vị điều gì đó, thì đó chỉ là điều cần thiết, không phải vì tôi nghĩ tôi là minh sư. Không phải vì tôi nghĩ tôi có quyền làm vậy. Chỉ là tự động, tự nhiên thôi. Cho nên tình thương không phải lúc nào cũng có nghĩa nói chuyện ngọt ngào hoặc đối xử tử tế. Vậy hãy hiểu cho rõ. Nhưng cũng đừng cầu cho tôi la mắng quý vị. Nếu tất cả quý vị ở đây đến thỉnh cầu tôi đánh la mắng quý vị, thì tôi sẽ làm được gì khác đây? Thì chúng ta có thể quên toàn bộ kinh Lăng Nghiêm hoặc bất cứ kinh điển nào, bất cứ gì, chỉ đánh và la mắng, đánh và la mắng. Hàng trăm ngàn đệ tử la mắng, đánh suốt ngày. Như Ma Ba, sư phụ của Malareba. Như cái gì? Như cách sư phụ của Malareba đánh đệ tử của Ngài, đệ tử duy nhất của Ngài. Ở đây có hàng ngàn. Nhìn xung quanh quý vị, nhìn xung quanh quý vị đi. Đây là chưa đến đủ hết đó. Có nhiều người chưa tới. Cảm tạ Thượng Đế là thế giới cung cấp việc làm cho họ. Không phải tất cả có thể nghỉ phép. Và cảm tạ Thượng Đế là một số nam nữ kết hôn với họ. Ngài không thể đuổi chúng con, thưa sư phụ, nhưng ít nhất Ngài có thể loại ra một số. Qua công việc, qua hôn nhân, con cái. Cảm tạ Thượng Đế, họ cũng nói con cái. Bằng hữu, cha mẹ. Tiền nợ nhà.
xe hơi, trả tiền cho xe hơi, truyền hình, máy móc. Bằng cách nào đó, tất cả những thứ này giữ họ lại. Bằng không sao tôi xoay sở được? Bây giờ chúng ta trở về với công việc Phật. Một vị khác đứng lên, tên là Kiều Phạm Bát Đề, và ông có một vấn đề về miệng, trông như nhai lại giống bò, miệng bò. Vì vậy, Như Lai dạy ông nhất vị thanh tịnh tâm địa. Rồi ông đã đạt khai ngộ. Ông không còn các lậu của thế gian nữa. Ông đã siêu vượt trên đó. Bên trong ông giải thoát khỏi thân tâm. Và bên ngoài còn rời bỏ thế giới. Xa lìa ba cõi như chim sổ lồng. Quý vị có biết ba cõi là gì không? Bất cứ tăng ni nào nói tôi biết. Thưa sư phụ, có nghĩa là vượt tam giới. À, đúng. Nên ông đã siêu vượt tam giới, đã giải thoát. Tam giới luôn luôn có thể bị hủy diệt, tàn lụi. Bên trên tam giới, từ cảnh giới thứ tư, thì vĩnh cửu hơn, không bị hủy diệt. Cho nên ông cảm thấy như ông rời xa khỏi mọi thứ thuộc về trần gian, ô trược, không thuần khiết, và đã thành A-la-hán. Như Lai đích thân ấn chứng cho con, như đã thăng lên đạo vô học. Phật hỏi về viên thông, vì con đã được ấn chứng với sự khai ngộ, trả tánh của vị và xoay tánh biết về với tự tánh là pháp vượt bậc. Trả tánh của vị và xoay tánh biết về với tự tánh là gì? Xoay tánh biết về với tự tánh. Tương tự như những việc quý vị làm mỗi ngày, thay vì hướng ngoại, quý vị quay sự chú ý hướng nội và nhìn vào bên trong. Vậy bất cứ hương vị đó là gì? Quý vị trả nó về lại với nguồn gốc của tất cả các vị. Lý do hoa hồng có mùi thơm là vì nó bắt nguồn từ nơi nào khác. Lý do quý vị có thể ngửi mùi hoa hồng là vì khả năng ngửi của quý vị bắt nguồn từ nơi nào khác. Vậy trở lại cội nguồn, trong một câu nói rất đơn giản, chỉ cần hướng nội. Dù sao, nếu quý vị có vị hay hương vị không quan trọng. Một khi quý vị hướng sự chú ý vào bên trong, thì quý vị nhập định. Quý vị tự do. Vị hay không? Ngửi được hương vị hay không? Đó là vậy đó. Bí quyết là hướng nội vào thế giới thật, không phải thế giới ảo tưởng vật chất mà chúng ta có ở đây. Tương tự, tất cả họ hướng nội bằng pháp này hoặc pháp kia. Có điều quý vị hãy chờ xem tại sao chúng ta phải tu pháp môn Quán Âm. Hồi kết vẫn chưa đến. Hãy đợi tới hồi kết. Bây giờ có vị tỳ kheo khác đứng lên, tỳ kheo tên Tất Lăng Già Bà Ta, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật và thưa với Phật rằng: khi con vừa mới phát tâm xuất gia theo Phật nhập đạo, con thường nghe Như Lai giảng giải rằng những việc trên thế gian không thể đem lại niềm vui. Có đúng hay không? Cho dù nó đem lại một chút niềm vui nhất thời, thì sau đó chúng ta phải trả bằng rất nhiều đau khổ. Thí dụ như tình yêu, lúc bắt đầu, ồ đẹp làm sao, nóng bỏng và gì đi nữa. Nhưng sau một thời gian, nó cay đắng và đau khổ, khóc than rất nhiều. Rất khó khăn một khi quý vị bước vào loại quan hệ yêu đương rất hạn hẹp này. Và sẽ chỉ như bị nhốt trong đó. Và bỗng nhiên quý vị trở nên ghen tuông với bất cứ ai. Bất cứ người nữ nào đi gần bạn trai của cô cảm thấy như mối đe dọa tiềm ẩn. Bất cứ đàn ông nào đi gần, anh cảm thấy như đó là sự đe dọa tiềm ẩn đến mối quan hệ về tình yêu của anh. Thí dụ vậy. Và nếu chồng hay vợ hoặc bạn trai hay bạn gái ngày hôm đó làm gì đó mà quý vị không thích, thì quý vị nói, à, tôi biết mà, chắc là do người đàn bà đó. Hoặc tôi biết mà, chắc là do người đàn ông đó. Như vậy đấy. Và nó trở nên ngày càng hẹp hòi và cãi nhau nhiều hơn, đau buồn nhiều hơn, chiếm hữu nhiều hơn thay vì hạnh phúc.
Chỉ là bản chất của sự việc mà thành ra như vậy, rất khó để chế ngự. Đó là giác quan thứ sáu của việc để ý hướng ngoại. Và rồi nó mang lại rắc rối. Tâm trí suy luận không đúng cách và trái tim đập theo nhịp khác. Đó là thế giới làm cho mọi thứ dường như phủ định. Và mặc dù bình thường quý vị có mối quan hệ hạnh phúc và rất tốt, nhưng có chuyện sẽ xảy ra khiến cho quý vị hoài nghi. Tôi không nghĩ có người phụ nữ nào mà không bao giờ hoài nghi tình yêu của chồng hay bạn trai cho đến ngày cô ấy đi vào hòm một mét vuông này. Đúng không? Tôi luôn luôn nghe rằng họ hoài nghi, họ nghi ngờ về mối quan hệ yêu đương của họ. Mặc dù bề ngoài nó có vẻ như tuyệt hảo, một cặp vợ chồng có vẻ như hoàn hảo, nhưng không bao giờ không có tì vết, không có nghi ngờ. Và vì nghi ngờ, nó sinh ra nghi ngờ khác. Rồi quý vị theo dõi bạn đời, thay vì yêu thương họ, cô đang theo dõi anh, phân tích, quan sát. Tất cả điều này là với suy nghĩ và kỳ vọng phủ định, và đùng một cái nó có thể đến y như quý vị nghĩ vậy. Rồi quý vị nói, à, tao biết mà. Tao biết nó sẽ xảy ra. Bây giờ nó đến, thấy chưa? Tao nói rồi, tao biết mà. Và sau đó quý vị càng nói với anh hay cô thì nó càng xảy ra. Không ai thích sống trong một quan hệ cãi vã lẫn nhau. Rồi họ có cớ để bỏ đi. Rồi họ bắt đầu quan hệ khác, quý vị bắt đầu quan hệ khác và cuộc chiến khác bắt đầu. Trong vị trí khác, những nơi khác, với tình địch khác. Ta nói cho biết, đó là lý do Đức Phật rời khỏi nhà. Ngài có 500 phụ nữ, Ngài hẳn phải biết. 500 thề thiếp, Ngài phải biết. Thành ra, tất cả tỳ kheo này nghe lời Ngài, vì họ tin cậy Ngài. Nếu Đức Phật có 500 vợ mà không biết, thì còn ai khác sẽ biết đây? Vậy tốt hơn là quý vị tin cậy Ngài và đi xuất gia, sống độc thân, không vợ, không phụ nữ. Tin Ngài đi, hãy xuất gia như Ngài. Đó là tại sao 2.000 tỳ kheo luôn luôn bao quanh Ngài, không muốn gì khác nữa, không muốn phụ nữ hay gì cả. Thậm chí A Nan đã bị bắt bởi một người phụ nữ đẹp nhất và mỹ nhân có kinh nghiệm thời đó. Đẹp nhất và thậm chí còn có câu chú Phạm Thiên nữa, câu chú mạnh mẽ quyến rũ nhất của mọi thời đại. A Nan đã bị bắt và mắc kẹt ở đó rồi. Dù vậy, ông cầu nguyện với Phật, xin sư phụ giúp con chỉ muốn làm tỳ kheo thôi. Tin điều đó không? Vì họ tin cậy Phật. Đức Phật dày dặn kinh nghiệm, không chỉ ở thiên đàng, mà còn trên địa cầu nữa. Vì vậy, tất cả tỳ kheo không bao giờ dao động, có lẽ chỉ là như vậy thôi. Có lẽ đó là tại sao tất cả họ đã xuất gia. Mặc dù xuất gia không phải dễ, quý vị thậm chí không được nhìn phụ nữ nào. Khi đi bộ, quý vị chỉ nhìn khoảng 1-2 mét phía trước. Và rồi quý vị thậm chí không được nghĩ về phụ nữ, nhưng sau đó họ làm một cách tự nhiên. Họ không nghĩ theo hướng đó nữa bởi vì họ tin cậy Đức Phật. Sau đó tất cả họ đã trở thành các tỳ kheo rất thanh tịnh, vì thế họ đã thành A-la-hán hoặc chư vị Bồ-Tát rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì họ tin cậy Đức Phật hoàn toàn. Có lẽ tôi nên có 500 ông chồng. Trước khi tôi trở thành minh sư, thì có lẽ tất cả quý vị đã trở thành tăng ni rồi. Vậy thì tôi không phải chăm sóc quá nhiều. Tất cả quý vị, tôi chỉ cho mỗi người một cái bát như một kỷ vật, rồi khi đi ra ngoài, tự chăm sóc bản thân. Và có lẽ còn đem một ít về cho tôi. Bây giờ tôi cần phải chăm sóc, bảo bà nhà bếp phải làm gì, xây bếp cho quý vị, xây một chỗ cho quý vị để ăn và lo lắng nước mưa có thể rơi vào bát của quý vị và trở thành súp. Thậm chí sống trong hang động cách xa quý vị mà tôi vẫn phải lo lắng về thức ăn của quý vị, xem họ nấu có ngon hay không. Vì tất cả quý vị là các dân tộc khác nhau. Người Đại Hàn có lẽ sẽ nhớ kim chi thuần chay. Và người Tây Phương nhớ phô mai thuần chay và bữa sáng ngũ cốc thuần chay của họ. Ở đây, chúng ta chỉ có cháo thuần chay, tất cả giống nhau cho mọi người. Người Đại Hàn hoặc Ấn Độ, hoặc người Đức, hoặc người Anh, hoặc người Mỹ không cần biết. Ăn hay không ăn chỉ có một lựa chọn, ăn hoặc không ăn.
Không sao, quý vị sẽ không chết trong vài ngày, không chứ? Không ha, sẽ xoay sở phải không? Quý vị có thể chịu đựng được phải không? Tôi cảm thấy thương quý vị. Quý vị phải chịu khổ dường nào? Ăn cháo thay vì bữa sáng ngũ cốc. Nhưng quý vị dường như rất vui, vậy thức ăn chắc phải phù hợp với tất cả mọi người. Chỉ như tất cả chúng ta cùng tu một pháp môn, tất cả cùng ăn một thứ. Đừng lo, tôi ăn cùng một thứ với quý vị. Tôi cũng ăn cùng một thứ, không có gì phụ trội. Tôi buộc họ đưa cho tôi cùng một thứ để tôi biết ít nhất họ nấu đàng hoàng, có thể nuốt được. Dạ ngon ạ. À. Chỉ tại quý vị quá đói thôi, đó là lý do. Ở nhà quý vị có cơ hội vào bếp của chính mình cũng được. Ăn khi cảm thấy thích ăn, trong nhà bếp luôn luôn có một số thức ăn dư, còn tùy vào đầu bếp, phép màu luôn luôn xảy ra. Vì một số đầu bếp đến nấu cháo hơi đặc, và một số khác đến cháo hơi loãng. Tôi kinh nghiệm đời thăng trầm, và kiểu nấu ăn thay đổi, hoài hoài. Một số nấu rất hào phóng, rất nhiều và ngon. Một số chỉ đơn giản, rất thanh đạm. Như thế muốn tiết kiệm tiền. Ngày nọ, tôi phải có vẻ như khiển trách họ. Tôi nói, người làm việc, họ ở đây. Hoặc họ đến đây làm việc để sửa chữa tất cả việc xây cất mọi nơi. Họ làm việc từ sáng cho đến đêm rất vất vả. Và thời tiết cũng lạnh. Họ là người Hoa hoặc người Âu Lạc Việt Nam, hầu hết là người châu Á. Và cách quý vị nấu cháo như thế này, họ không đủ sức bền bỉ, đủ sức mạnh để tiếp tục trong trời mưa lạnh. Quý vị ở trong bếp có thể ăn bất cứ lúc nào quý vị muốn, hay ăn bất cứ gì. Nếu không thích, quý vị luôn luôn có thể nấu gì đó cho bản thân. Và quý vị ở một nơi ấm áp bên trong tòa nhà, họ phải làm việc ở ngoài trời. Quý vị cần phải nấu cháo. Ngon hơn cháo này, đặc hơn. Vì họ là người Hoa hay người Âu Lạc Việt Nam, họ thích cháo, súp gạo. Quý vị phải làm cho cháo có chất lượng hơn. Đó là lần duy nhất tôi đòi hỏi một sự khác biệt. Còn lại, bình thường tôi ăn bất cứ món nào họ ăn, tôi thật sự không quan tâm nhiều. Nhưng đôi khi tôi khuyên họ, bởi vì đôi khi thức ăn đạm thuần chay, nếm không ngon lắm và món salad quá đơn sơ, cần cho thêm một số hạt vào hay nước sốt thuần chay, đừng quá ngọt. Hay cắt trái bơ cho vào món salad để mọi người cũng có nhiều chất đạm và chất lượng thực chất hơn. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu. Vậy vị tỳ kheo này tên là Tất Lăng Già Bà Ta, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Phật và thưa, khi con vừa mới xuất gia theo Phật, nghĩa là Phật Thích Ca Mâu Ni, nếu họ không đề cập đến ai khác, thì có nghĩa là Phật tại thế thời đó và nhập đạo. Con thường nghe Như Lai giảng rằng không có gì trên thế gian mà đem lại niềm vui. Có lần con đang khất thực trong thành, con đang quán chiếu vào cánh cửa Pháp, nghĩa là pháp môn của Đức Phật dạy. Cánh cửa Pháp có nghĩa là một pháp môn. Tại sao họ lại nói cửa? Vì giống như quý vị có thể đi vào qua cửa đó, thành ra họ nói cánh cửa Pháp. Như chữ pháp môn, môn là cửa. Phật dạy họ rằng không có gì trên thế gian mà đem lại niềm vui. Vì vậy, khi đang khất thực trong thành, ông nhớ điều đó và quán chiếu vào pháp môn đó và không để ý đến gai độc trên đường cho đến khi nó đâm vào chân. Toàn thân đau nhức, gai độc. Có thứ như gai độc sao? Hãy cẩn thận nơi quý vị đi bộ. Phải đi dài. Khi còn thơ ấu, tôi nhớ, tôi thường hay đi chân trần. Tôi mới vừa nhớ ra chuyện đó, làm sao mà đi như vậy được chứ? Tôi đi chân trần đến trường, đi chân trần về nhà khoảng một cây số. Vào hết, tôi đi chân trần quanh làng, từ nơi này đến nơi khác. Tôi nhớ vậy đó. Và ngày nay, tôi thấy mấy chú chó của tôi đi lại mà không có giày. Quý vị không thể cho chó mang giày hoài được. Và tôi cảm thấy thương cho họ, tôi cũng thấy trên truyền hình. Loài vật họ đi trong rừng mà không có giày. Dĩ nhiên họ không có giày. Và tôi nói, sao mà họ làm được như vậy?
gai góc hay gì đó không làm họ bị thương sao? Họ không thấy đau khi đi trên mặt đất gồ ghề sao? Thậm chí tôi cảm thấy như vậy. Nhưng bây giờ tôi nhớ, bây giờ nói chuyện với quý vị, gai làm tôi nhớ lại. Đôi khi gai cũng đâm vào chân tôi. Và trẻ con không biết sợ là gì. Chỉ nhìn chỗ bị đâm rồi tìm cách khều nó ra nếu được. Nếu không thì nhờ bạn bè thử dùng. Trên đường ở vùng nhiệt đới luôn luôn có gai, như gai xương rồng hoặc một số bụi cây sẽ có gai. Khi chúng khô hoặc đôi khi bị gãy, gai sẽ nằm trên đường và nó đâm quý vị, nó đâm vào thịt. Nếu gai không bị gãy, quý vị chỉ việc kéo nó ra. Nếu gai bị gãy bên trong thì rắc rối đấy. Nhưng đừng lo, tôi luôn luôn có cách. Cái gai từ cây rơi ra thì cây đó cũng có cái gai khác. Vậy nên tôi nhổ một cái gai khác và dùng gai đó để khơi một cái lỗ nơi cái gai đâm và lấy nó ra. Nếu tôi không làm được vì đó là chỗ khác biệt không thể làm được thì tôi nhờ bạn. Chúng tôi đều rất thành thạo vì tất cả đều đi chân trần và ai cũng thỉnh thoảng bị gai đâm vào chân. Chúng tôi là những trẻ nhỏ. Thời thơ ấu là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Chúng tôi vô địch, chúng tôi không sợ gì hết. Chúng tôi không biết gì. Và bất chấp tất cả, tôi trèo cây và thả người nổi trên mặt biển. Tôi nằm ngửa. Chỉ nằm ngửa trên mặt nước, bồng bềnh và vui hưởng mặt trời tới khi da mặt tôi bị bỏng nắng. Thậm chí không chạm vô được. Cho tới khi toàn thân trở nên đen ngòm và cháy đỏ. Và khi về nhà, chạm vào khăn trải giường cũng không được. Không gì có thể chạm vào người. Và tôi không nhớ là có thoa dầu không bôi gì cả. Chúng tôi vô địch mà. Nó sẽ tự lành thôi. Rồi chúng tôi lại làm thế nữa. Không phải như cảm thấy đau. Rồi ngưng. Vì Âu Lạc Việt Nam có biển khắp nơi. Trẻ em chúng tôi thích đi ra bãi biển và nằm ở đó. Cho đến khi mặt trời lặn. Và thân thể chúng tôi đã cháy đỏ hết. Và đau rát rồi mới về nhà. Đây. Đó, nhưng rồi lại đi nữa. Trẻ em mà. Tôi đoán, loài vật họ cũng như vậy. Quá đơn thuần, quá ngây thơ. Không sợ gì, cứ đi tiếp thôi. Vậy, lúc đó, khi gai đâm vào chân của vị tỳ kheo này, ông cảm thấy toàn thân đau nhức. Nhưng tâm ông, tâm con cũng nhận biết. Mặc dù tâm con biết rất đau và nhận ra cảm giác đau, con biết rằng trong tâm thanh tịnh thì không có đau, cũng không có sự nhận thức về đau. Có hai trạng thái của tâm trí hiện hữu vào giây phút đó khi chất độc gây ra đau. Một là biết về đau, cảm giác cái đau. Mặt khác, ông biết rằng không có đau thật, không có sự đau. Vì bình thường khi đau, quý vị sẽ chỉ để ý đến cái đau và nói ái da da. Và rồi chịu không nổi nên tìm cách làm cái này cái kia để lo cho cái đau. Hoặc tìm cách làm dịu cái đau, nhưng quý vị không có một nhận thức khác rằng không có gì xảy ra. Rằng chân ngã không cảm thấy cái đau hay tổn thương hoặc bất cứ rắc rối nào. Vậy, khi đang nhập định, ông đã nghĩ về pháp môn Đức Phật dạy ông. Chính vì thế, trong khi vẫn còn đang đi bộ, ông đã nhập định. Cũng như tôi nói với quý vị hôm qua, tôi đang làm vài việc, đang đi, nhưng không thấy sự việc, không thấy sự vật như vậy. Chỉ thấy trong sự thuần khiết của tâm trí. Thiên đàng nói với tôi rằng vì Ngài vô cùng thuần khiết, thành ra Ngài thấy ghế sofa đó theo cách Ngài nghĩ nó phải như vậy. Và vì linh hồn của Ngài trên cao, không thấy toàn bộ thế giới mà chỉ thấy một phần thôi. Đó là những gì thiên đàng giải thích cho tôi. Và khi tôi trở lại vào thân thể vật chất, tâm trí không hiểu nữa. Vậy nên tôi phải hỏi thiên đàng chuyện gì đã xảy ra vậy? Rồi vị tỳ kheo tiếp tục. Tất lăng già tiếp tục, con lại suy nghĩ làm sao chỉ một thân mà có hai nhận thức. Ông đang tự hỏi chính mình. Quán chiếu một lúc, thân tâm của con bỗng nhiên trống rỗng. Không phải như trống rỗng mà ông đang nhập định, không cảm thấy thân thể nữa. Đôi khi giống như một số quý vị, hoặc thậm chí khi rời thân thể, quý vị nhìn xuống và thấy, ai đang ngồi đó.
mà già nua và nhăn nheo thế kia. Khi bên ngoài, thân thể quý vị trẻ hơn, mạnh khỏe, vui vẻ và xinh đẹp. Khi quý vị nhiều tuổi hơn một chút rồi đi ra khỏi thân thể, nhìn xuống chính mình, ngồi đó và nói, ai vậy? Sau 21 ngày, các lậu của con dứt sạch. Con thành A-la-hán, Như Lai đích thần ấn chứng và xác nhận rằng con đã liễu ngộ quả vị vô học. Đức Phật ấn chứng cho ông, vậy Phật hỏi chúng con về viên thông. Vì con đã được ấn chứng với quả vị vô học, thì thuần tịnh cái tánh biết và quên hẳn thân thể là pháp môn vượt bậc. Qua cách đó, ông đã đạt được quả vị A-la-hán, thuần tịnh cái tánh biết và quên hẳn thân thể. Quý vị làm được không? Không ạ. Không ạ. Có lẽ ông không cảm thấy như vậy mỗi ngày, nhưng ông đạt được quả vị vô học này. Rồi ông có thể trở lại trạng thái đó bất cứ lúc nào ông muốn. Không phải như ngày nào ông cũng đi tìm gai, tự đâm vào thân thể, vào chân, chỉ để xem cái đào nhất có mang lại cho ông liễu ngộ này nữa không. Giống như một số tỳ kheo trước đó, họ liễu ngộ cùng một lúc sự bí mật và hiển lộ khắp nơi. Vị tỳ kheo này cũng thể nghiệm cùng một lúc sự đau và không đau. Cái này quý vị hẳn phải có, ngay cả tôi cũng có. Đôi khi tôi gặp rắc rối hoặc đau buồn, nhưng mặt khác tôi biết là không có. Không gì có thể ảnh hưởng tôi. Rất rõ ràng, rõ như cái mũi mà tôi thấy trên mặt anh sô-cô-la. Như vậy đó, đồng tu sô-cô-la của quý vị đó rất rõ như vậy. Một mặt quý vị cảm thấy buồn với hoàn cảnh hay với ai đó hoặc với thế giới, nhưng mặt khác rất rõ rằng không có gì thật sự xảy ra. Hiểu điều tôi nói không? Dạ, được rồi, hy vọng vậy. Nhưng quý vị có thể nghiệm điều đó. Dạ có, quý vị biết điều đó. Chỉ là quý vị quên hoặc không để ý thôi. Để ý đến sự tiến bộ của mình, để quý vị biết rằng quý vị có tiến bộ và điều đó khích lệ quý vị tiếp tục. Biết rằng quý vị đi đúng đường, thế thôi. Không phải vì chúng ta cố thu thập thể nghiệm như huy chương hay như những cúp thưởng. Chúng ta phải biết mình ở đâu và đang đi đâu. Quyển lịch, nữ siêu nhân sắt đá, phải không? Thực sự, tôi không biết tại sao, vì nếu bây giờ tôi ở trong hang động, tôi chỉ làm việc nhàn nhã hoặc làm một số việc giấy tờ, không làm gì cả, và rồi thỉnh thoảng sẽ cảm thấy mệt. Không thể nói như vậy. Không thể tưởng tượng được. Ngày trước khi đến đây, tôi không thể tưởng tượng mình sẽ đi ra nói với 3 tiếng đồng hồ. Tôi đã nghĩ, sư phụ, mình làm nổi không? Tôi nhủ thầm cũng như quý vị. Mình kham nổi không? Vì vẫn phải cần làm việc, vẫn cần phải đến trường. Sau đó chuyện cứ tiếp diễn. Tôi không ăn món gì đặc biệt. Nhiều hơn quý vị, tôi chỉ có một bát cháo này. Và tôi còn ăn gì khác nữa nhỉ? À, món đậu hũ. Món này không thể ăn nhiều, nó rất mặn. Vì tôi không thấy thèm ăn, chỉ là món đó có thể khiến tôi nuốt được cháo. Tôi biết nếu đi ra đây, không biết bao nhiêu tiếng nữa tôi mới quay trở lại. Vậy, đó là bữa sáng. Và một chút cà ri thuần chay mà quý vị đã ăn, thế thôi. Không ăn gì khác. Và một nửa, một miếng nhỏ của trái ổi này, một miếng lớn cỡ này. Biết tại sao không? Vì tôi phan một miếng trước rồi mới đưa cho ma quỷ, bằng không họ không thể ăn. Thế thôi, tôi ăn vài thứ để có thể mang một ít ra ngoài, cho ma, ngạ quỷ. Bằng không, tôi cũng lười ăn lắm. Tôi không muốn ăn. Tôi không muốn làm gì cả. Tưởng đầu hôm nay tôi không đi ra nói chuyện được chứ. Nhưng rồi tôi đã làm được mấy tiếng liền, không ngừng. Không thể tin được. Vị kế tiếp, tên là Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật và thưa với Phật rằng, từ nhiều kiếp lâu xa cho đến nay, tâm con đã được vô ngại. Con nhớ vô số đời thọ sinh nhiều như các sông Hằng.
Quý vị có thể nói cho tôi biết đó là bao nhiêu không? Vô số. Không thể các sông Hằng ai mà đếm cho được. Vậy ông thậm chí đã thọ sinh trong vô số đời khác nhau, nhiều như các sông Hằng. Hãy tưởng tượng bao nhiêu kiếp quý vị đã trải qua và làm điều tương tự. Ông cũng làm điều tương tự. Như các tăng ni trước đó nói là chúng con đã tu pháp này pháp kia từ biết bao nhiêu kiếp. Vì vậy, ngay từ đầu, không phải là họ phải tái sinh. Họ tái sinh trên địa cầu hoặc vũ trụ vật chất vì một số lý do khác nhau. Họ muốn giúp các chúng sinh, đó là lý do, và hết kiếp này đến kiếp khác, nhiều như các sông Hằng. Làm những việc này không biết mệt. Hãy tưởng tượng các thánh nhân, các vị Phật này từ bi biết bao. Còn chúng ta chỉ làm một chút công việc thế tục, thế mà con mệt, không thể, không muốn. Con mệt quá, không muốn làm nữa. Con cần ngủ. Ta nói đợi tới khi quý vị qua đời thì có thể ngủ hoài hoài mà. Sắp đến rồi, đừng lo. Sớm hơn là chúng ta tưởng. Tôi mới chỉ chớp mắt mà đã 30 năm rồi. Kể từ khi tôi mới ra thuyết pháp, có vẻ chỉ là con số, nhưng nó khắc sâu vào thân thể và tạo ra một khác biệt thực sự. Vậy bây giờ, Bồ Tát Tu Bồ Đề này cảm thấy như từ lúc còn trong thai mẹ, ông thậm chí biết điều đó, có thể thấy tiền kiếp của mình. Con đã biết tánh không tịnh, đã biết khi ông còn là thai nhi. Như thế, cho đến mười phương cũng là không. Và con cũng khiến cho chúng sinh chứng được tánh không. Chà, thật hùng mạnh. Trong bào thai mẹ mà đã có thể ấn chứng cho người khác biết được ảo tưởng của sự hiện hữu của tánh không. Nhờ được Như Lai hiển lộ rằng tánh giác là không, rằng tánh của không là viên minh. Nên con đạt được quả vị A-la-hán và lập tức vào bảo minh không hải của Như Lai. Tri kiến của con đồng như Đức Phật. Con được ấn chứng là bậc vô học. Trong sự giác ngộ về tánh không, con được viên mãn nhất. Phật hỏi về viên thông. Vì con đã được ấn chứng với sự giác ngộ, tất cả các tướng đều nhập vào phi tướng, năng phi và sở phi đều tận diệt. Xoay các pháp về chỗ trống rỗng là pháp cao nhất. Trống rỗng có nghĩa là gì? Và tánh không có nghĩa là gì? Chúng tương tự, chúng giống nhau. Trống rỗng hay tánh không giống nhau. Nhưng không phải trống không. Trống không như tất cả quý vị rời phòng này và phòng trở thành trống không, không có gì hết. Không phải như vậy. Vì ông nói ở đây, rằng tánh giác vốn là không, rằng tánh không được viên minh. Đây là khi quý vị tiếp xúc với ánh sáng thiên đàng nội tại, khi quý vị thấy bản chất chân thật của khai ngộ. Đó là ánh sáng thiên đàng nội tại mà đôi khi quý vị thấy nhờ tinh tấn tu hành. Vậy, xoay các pháp về chỗ trống rỗng là pháp môn cao nhất, vì họ có thể thấu suốt tất cả các pháp xoay về phi tướng. Và rồi ngay cả việc xoay các pháp và tánh không tự nó đều sẽ tận diệt. Phi tướng sẽ tận diệt. Và lúc đầu không có gì, và rồi từ không có gì xuất hiện các hiện tượng và hiện hữu vật chất. Và dù vậy, ông có thể xây tất cả về ban đầu của tánh không. Nhưng rồi ngay cả các tướng đều nhập vào phi tướng và tự phi tướng cũng sẽ tận diệt. Lúc đó, ông đã thật sự khai ngộ. Vì vậy, ông nói rằng xây các hiện tượng về chỗ trống rỗng là pháp môn cao nhất đối với ông. Quán tưởng tánh không của vạn vật. Và rồi thậm chí từ bỏ tánh không, đó là pháp môn của ông. Thôi, có lẽ chúng ta sẽ nói lại sau.
Rồi Xá Lợi Phất sẽ là vị kế tiếp. Tôi sẽ đánh dấu nó ở đây. Khi quý vị nghe danh hiệu Quán Âm Bồ Tát, thì quý vị biết quyển lịch gần kết thúc. Vì bà ấy có một quyển lịch dài. Vậy chúng ta còn 15 vị nữa. Chúng ta đã đọc 10 vị rồi. 25 chư vị Bồ Tát sẽ kể cho quý vị nghe các pháp môn tu hành khác nhau. Tôi không trách quý vị nếu quý vị bỏ tôi vì có quá nhiều lựa chọn. Tha hồ lựa chọn. Thứ hai, thở. Thứ ba, vị. Thứ tư, tánh không. Thứ năm, trống rỗng. Và thứ sáu, xúc chạm. Thứ bảy, giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu và chủ nhật. Nghỉ ngơi phải không? Thượng Đế cũng có ngày nghỉ. Nghỉ vào chủ nhật. Thượng Đế may mắn, tôi không được nghỉ chủ nhật. Chúng ta nên thật sự cảm ơn các vị minh sư, chư tăng ni, học giả quá khứ, những người đã dành thời gian để ghi chép lại lời dạy của Đức Phật sau khi vị minh sư nhập Niết Bàn, và cả những người trong quá khứ và hiện tại, cư sĩ hoặc chư tăng ni, những vị thật sự tận tâm, hy sinh thời gian và sức khỏe quý báu của họ, hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, để dịch kinh điển, để tôi có thể đọc cho quý vị. Chúng ta phải cảm ơn họ. Chúc họ được ban phước mãi mãi bởi tất cả chư Phật, quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúc họ công đức vô lượng, mong họ được giải thoát mãi mãi. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị ngoan ngoãn. Đã chú ý lắng nghe. Ít ra có vẻ là vậy. Chúng con cũng vô cùng may mắn có vị sư phụ tốt nhất. Được rồi, chào tạm biệt.